mọi người đã nhìn thấy cái màn trên nên thấy chưa? Cả nhà có nhìn thấy cái chia sẻ màn hình không cả nhà? Yeah biết ơn cả nhà à, tấn xin chia sẻ về cái uh, giới thiệu về cái phương pháp tác động cuộc sống à, đây là một cái phương pháp mà chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe không dùng thuốc à, thì uh, yeah, biết ơn cả nhà à, cái nhất là về cái tổng quan tổng quan của phương pháp tác động cuộc sống à, thầy hoàn ơi cái này đã đang bị lỗi phong Nội phong. về nội dung cái phần đầu chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc và quá trình phát triển của phương pháp tác động cuộc sống Việt Nam cái thứ hai là chúng ta sẽ đi về cái tổng quan tổng quan của phương pháp tác động cuộc sống chúng ta có một cái nhìn tổng thể về cái phương pháp tác động cuộc sống để sau này chúng ta đi vào cái lộ trình các cái thủ thuật, các cái uh, phương thức và các cái uh, cái nguyên tắc trị thì chúng ta sẽ nắm được cái tổng quan, nó là cái nền tảng rất là quan trọng để khi mà chúng ta uh, uh, tiếp nhận được cái bộ môn này thì chúng ta sẽ ứng dụng vào nó, uh, nó mang lại hiệu quả cao hơn và uh, chúng ta tìm hiểu về cái cơ sở lý luận của phương pháp cái cơ sở lý luận có nghĩa là cái 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 cơ sở để mà nghiên cứu khoa học nó dựa trên những cái nền tảng nào và, và cái quá trình nghiên cứu thì sẽ ứng dụng những cái à, những cái triết lý những cái kiến thức những cái tri thức nào vào để mà xây dựng à, cái phương pháp cái thứ hai là chúng ta tìm về cái khái niệm à, chúng ta tìm về cái khái niệm à, nội dung cái hình thức và cái đặc điểm à, nội dung hình thức và đặc điểm của phương pháp à, thì phương pháp này à, nói về cái khái niệm thì à, nó như thế nào à, cái nội dung của nó cụ thể à, là những cái nội dung gì và à, cái 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 hình thức là chúng ta tác động như thế nào và nó có những cái đặc điểm gì à, để mà chúng ta nắm được à, và có những cái đặc điểm gì khác biệt À, với lại những cái phương pháp mà chúng ta à, đang thực hiện và cái thứ ba là à, chúng ta tìm hiểu về cái chỉ định và chống chỉ định à, cái chỉ định là đối với phương pháp này chúng ta được sử dụng à, cho những trường hợp như thế nào và chống chỉ định trong những trường hợp như thế nào thì không được phép sử dụng à. và cái à, thứ tư cái cuối cùng á, là cái ưu cái thế của cái phương pháp tác động cuộc sống việt nam là nó có những cái điểm mạnh như thế nào ở trong cái quá trình chăm sóc sức khỏe uh, cho cộng đồng <laughs> về nguồn gốc của phương pháp, á, uh, nguồn gốc của phương pháp tác động cuộc sống thì ở trên cái phần này rất xin lỗi cả nhà là cái uh, phần mềm này vừa chuyển sang cái máy đang lỗi phong thiếu phong cả nhà thì ở phần uh, trên này là nguồn gốc của phương pháp tác động cuộc sống Việt Nam. À, thì à, nói về nguồn gốc thì chúng ta nói đến người sáng lập ra phương pháp đấy là Cố Lương Y Nguyễn Tham Tán, à, cụ sinh năm 1915 và mất năm 2000. Thế thì à, cụ Nguyễn Tham Tán là một người à, có cái nền tảng ở trong sinh ra trong một cái gia đình làm nghề truyền thống chữa bệnh bằng thuốc nam, bằng y học cổ truyền. Và cụ được thừa hưởng những cái tinh hoa của trong gia đình và À, cái quá trình mà cụ đi làm thuốc á, chữa bệnh thì à, cụ à, có rất là những nhiều những cái bài thuốc quý à, mà cụ siêu tầm cụ nghiên cứu rồi cụ à, à, gọi là bào chế ra những cái những cái phương thuốc rất là quý à, tuy nhiên là không thỏa cái niềm đam mê à, và cụ mong muốn là có một cái cách nào đấy mà có thể Uh, trị liệu được đơn giản nhất mà có thể phổ cập được uh, cho nhiều người nhất thì uh, cụ bắt đầu đi uh, tìm hiểu uh, về cái phương pháp này và một lần thì tình cờ uh, một cái uh, một cái sự phát hiện là khi mà cạo gió ở trên lưng uh, người bệnh đó, uh, thì uh, cụ tìm hiểu thì có rất là nhiều các cái phương pháp ở trong dân gian như là có những vùng dân tộc ấy thì họ dùng lá cây họ trà sát ở trên cột sống họ làm uh, trà sát ở dọc cột sống từ trên xuống dưới uh, để mà chữa một số bệnh uh, rồi có những nơi thì dùng đồng bạc uh, rồi dùng vôi vôi tôi để mà cạo gió rồi dùng tóc rối dùng trứng gà uh, để mà mà cạo ở trên trên, trên dọc cột sống à, dân gian thì gọi là cạo gió hay đánh cảm hoặc là à, gọi là khu phong hay là gọi là uh, lấy hàn nhiều nơi mỗi nơi gọi một cái kiểu khác nhau Thế thì khi mà trong cái quá trình à, phát hiện ra là mỗi khi làm như vậy thì ở trên ở trên cái cái, cái dọc cái trục của cột sống đó nó xuất hiện những cái đám sần đỏ à, xuất hiện những cái đám sần đỏ ở dọc hai bên cột sống. Thì uh, khi mà lấy cái tay vào á, uh, lấy cái tay mà dây dây, ấn ấn vào những cái điểm đó, thì cái người uh, bệnh họ cảm thấy một cái cảm giác rất là uh, đau nhưng mà dễ chịu uh, và cái một số cái bệnh uh, nó giảm bệnh và dần thì uh, một số lần thì nó hết bệnh. Uh, thì những cái hiện tượng như vậy thì cũng mới đặt ra những cái một cái câu hỏi rằng là uh, có phải chăng là trên cái cột sống uh, lại có thể chữa được bệnh thì đây có phải là một cái uh, một cái điều bí ẩn nào đó mà uh, Đông y thì cũng sử dụng chữa trên cột sống nhưng mà chữa một số bệnh về về cái đau ở trên cột sống hay là Tây y thì cũng chữa một số bệnh uh, ở trên trên bệnh của cột sống thôi mà không chữa được các cái bệnh ở trong nội tạng À, chưa quan tâm đến như vậy thì à, từ cái câu hỏi mà tại sao ở trên cuộc sống lại có thể chữa được bệnh thì cụ bắt đầu đi sâu à, cụ nghiên cứu rồi cụ thực nghiệm ở trên à, cơ thể rất là nhiều những người bệnh mà là bệnh nhân của cụ à, thì cái quá trình nghiên cứu à, quá trình nghiên cứu phát triển đấy thì à, à, xin lỗi cả nhà là cái phần mềm nó đang à, bị lỗi cái phong ở trên đó thì cả nhà ghi giúp là quá trình nghiên cứu phát triển phương pháp tác động cuộc sống Việt Nam. À, thì uh, trên 50 năm cũng nghiên cứu, ứng dụng và đúc kết uh, được rất là nhiều cái kinh nghiệm và uh, dần dà thì chứng minh được cái phương pháp này là có hiệu quả trong trị liệu. Và khi mà đưa về Hà Nội thì uh, để mà đưa vào Bệnh viện Việt Mai để ứng dụng, nghiên cứu và, và trị liệu thì uh, lấy tên... Uh, là cái phương pháp tác động cuộc sống Việt Nam và từ đó thì cái cái phương pháp tác động cuộc sống Việt Nam được hình thành. Còn trước đó là chưa có, chưa có cái tên mà chỉ gọi là chữa bệnh bằng tay, chữa bệnh trên lưng và sau này thì có cái tên đấy là phương pháp tác động cuộc sống Việt Nam. Và trên cái nền tảng từ kinh nghiệm dân gian như chúng ta vừa mới nói đó là phát hiện ra cái việc cạo gió đánh cảm ở trên lưng mà khỏi được một số bệnh như là đau đầu đau bụng trúng phong rồi là một số cái chứng bệnh khác mà dai dai ở trên cuộc sống mà khỏi được bệnh thì từ đó mà cụ bắt đầu đặt ra cái câu hỏi rồi đi tìm cái câu trả lời và quá trình từ những cái kinh nghiệm dân gian này thì cụ chữa trị cho rất là nhiều người và bắt đầu ghi chép đúc kết thành hàng những cái tập tài liệu uh, bệnh này chữa vào đốt sống này rồi uh, chữa cách chữa nông sâu rồi cách chữa rộng hẹp rồi uh, tạo những cái sóng cảm giác giải phóng những cái lớp cơ bệnh lý những cái lớp cơ co ở trên hệ cuộc sống như thế nào thì cụ bắt đầu uh, đúc kết và 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 ghi chép lại tất cả những cái hiện tượng uh, mỗi khi mà trên mỗi người bệnh và trên mỗi loại bệnh thì nó đều có những cái biểu hiện uh, khác nhau uh, và sau đó thì dựa trên cái nền tảng của cái học thuyết đại học cổ truyền mà bản thân cụ đã được uh, thừa hưởng đã được uh, tiếp cận thì cụ đi nghiên cứu về các cái đường kinh lạc ở trên cuộc sống uh, các cái uh, dọc cái đường bằng uh, kinh bằng quang trên cuộc sống hay trên cuộc sống gọi là cái đốc mạch uh, có nghĩa là một trong cái 12 cái đường kinh chính của cơ thể thì uh, phía giữa dọc cột sống chính là cái 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 mạch đốc ở trong y học cổ truyền. Uh, và đưa cái học thuyết y học cổ truyền vào để lý giải cho cái 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 quá trình trần trị ở trên cuộc sống như là học thuyết về âm dương ngũ hành, học thuyết về kinh lạc, tạng phủ rồi học thuyết về thiên địa nhân hợp nhất thì đấy là những cái những cái những cái học thuyết những cái lý luận bước đầu là đưa vào thông qua cái y học cổ truyền tuy nhiên là tác động của sống thì không sử dụng vào huyệt à, các cách điều trị thì không có sử dụng huyệt để điều trị mà điều trị ở những cái vùng à, nó biểu hiện những cái đặc trưng riêng của nó à, thì ứng dụng vào chứ không có sử dụng huyệt à, thì đây là cái phương pháp mà 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 à, rất là nhiều người nghĩ rằng phương pháp là dây bấm huyệt nhưng mà nó không phải bởi vì tác động trên hệ thần kinh chứ không tác động vào huyệt đạo thì đấy là cái 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 điểm khác biệt của cái phương pháp tác động sống và về sau thì cụ uh, khi mà trở về Hà Nội đó thì cụ uh, tiếp cận được với lại các cái kiến thức uh, các cái sách vở của y học hiện đại để mà lý giải thêm là tác động uh, trên hệ cuộc sống như vậy uh, tại sao nó lại có có thể chuyển được bệnh và có thể khỏi được bệnh và không chỉ khỏi được những cái bệnh liên quan trên cuộc sống mà khỏi được cả những cái bệnh mà à, thuộc các cái hệ cơ quan ở trong cơ thể như là hệ tuần hoàn như là hô hấp như là à, hệ tiêu hóa hay là như là hệ à, à, tiết niệu à, hay là bài tiết vân vân thì đấy là những cái những cái kiến thức mà giải phẫu thần kinh thì đã làm rõ hơn cho cái việc mà xuất phát từ cái kinh nghiệm dân gian khi chưa có lý luận để đưa vào thực tiễn và kết hợp với học cổ truyền y học hiện đại thì đã hình thành nên cái cái phương pháp tác động cuộc sống và từ năm 1947 thì cụ bắt đầu dừng nghề thuốc dừng nghề thuốc và để đi sâu nghiên cứu về cái cái phương pháp tác động cuộc sống à, có nghĩa là chữa bệnh bằng tay và tác động bằng cái cường độ các cái kích thích dọc trục của cột sống dọc uh, sau này gọi là hệ cột sống uh, thì bao gồm những cái xương uh, những cái đốt xương ở trên cột sống bao gồm những hệ gân cơ cạnh sống uh, thì để mà uh, ra được những các cái thủ thuật rồi ra được những cái nguyên tắc trị rồi ra được những cái 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 cách thức làm sao để có thể dựa vào bàn tay mà có thể khám được bệnh uh, dựa vào bàn tay có thể phòng được bệnh và dựa vào bàn tay có thể tiên lượng được uh, cái các cái bệnh nó chuyển biến như thế nào uh, và thậm chí là sợ dùng bàn dùng bàn tay mà có thể là tìm ở trên cái cái dọc cột sống thì biết được cái cơ quan chức năng nào ở trong cơ thể nó đang biểu hiện có sự bất thường hay là đang biểu hiện rối loạn uh, thì đấy là, là 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 khi mà cụ bắt đầu đi sâu uh, nghiên cứu rồi và ghi chép, chất lọc được, đúc kết được, chứng minh được và và cái quá trình hình thành được cái phương pháp thì bắt nguồn từ từ khi từ năm 1947 thì cụ bỏ nghề thuốc để đi sâu nghiên cứu về phương pháp tác động cuộc sống và lúc bây giờ thì đất nước vẫn còn chiến tranh thì rất là nhiều người ở các cái vùng ở trên trên đất nước tìm về chỗ cụ để mà chữa bệnh à, và kể cả có cả những cái yếu tố người nước ngoài những người người bệnh từ nước ngoài là người nước ngoài về Việt Nam để chữa bệnh và bản thân cụ là người của người Công giáo người Thiên Chúa giáo đó thì khi mà rất là một lượng người ở, ở khắp miền tổ quốc về rồi cả các cái thành các cái bệnh nhân ở nước ngoài về thì cái chính quyền địa phương ở cái uh, huyện uh, huyện Thanh thủy tỉnh phú thọ đấy thì mới đưa một cái, cái cái công văn lên lên tỉnh và tỉnh thì đưa lên trên trung ương uh, và báo cáo rằng là ở uh, cái vùng phú thọ uh, hoàng Xá phú thọ đấy thì có một cái uh, cái nơi gọi là chữa bệnh mà đây là uh, cụ lương y này là người công giáo và bộ chính trị à, bộ uh, tư lệnh bộ công an rồi bộ uh, bộ quốc phòng thì uh, cử người cán bộ về để nằm vùng ở đấy để xem là 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 đây có thật sự là chữa bệnh không và đây là có cái yếu tố mà liên quan gì đến an ninh chính trị không uh, thì uh, khi mà các cái uh, tướng lĩnh các cái cán bộ uh, về nằm vùng rồi ở những cái khu vực mà cụ rồi đóng đóng vai là cái người đi Uh, đi vào chữa bệnh thì uh, thấy rằng là cụ chữa rất là hiệu quả, uh, rất là nhiều các mặt bệnh mà chữa bệnh bằng tay thì khi lúc bây giờ thì nói về chữa bệnh bằng tay thì thì rất là 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 là, là ít người tin và cho rằng đây là một cái tà thuật một cái ma thuật gì uh, thì uh, sau khi mà những cái cán bộ mà đến uh, để mà nằm vùng á uh, để theo dõi thì uh, vào chữa bệnh và thấy hiệu quả và đưa người nhà người thân về chữa bệnh hiệu quả. Thì khi đó thì mới uh, báo cáo lên lên Bộ Quốc phòng rằng là đây là có cái trường hợp chữa bệnh nó rất là lạ là chữa bệnh bằng tay và sự thật là rất là hiệu quả. Vì vậy cho nên là Bộ Tư lệnh thông tin mới 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 ra cái quyết định là mời cụ về Bộ Tư lệnh thông tin để chữa bệnh cho các cái tướng lĩnh của quân đội à, và à, cụ được đón về Hà Nội năm 1972 à, thì à, phần đầu tấn chưa nói rằng là à, cụ à, nguồn gốc của cái phương pháp tác động cuộc sống Việt Nam này à, của cụ Nguyễn Tham Tán thì là ở huyện à, ở xã Hoàng Xá, huyện Thanh thủy tỉnh Phú Thọ thì không biết là ở trên ở trên cộng đồng mình à, không biết là có ai quê ở Phú Thọ không. Chứ ở Phú Thọ thì uh, cụ ở ngay nhà cụ ngay cái đối diện với lại cái nhà thờ của xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Thì cụ sinh ra và lớn lên ở đó và nghiên cứu rồi hành nghề ở đó. Và sau năm 1972 á thì cụ được đón về 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 Bộ Tư lệnh Thông tin. Thì khi mà Bộ Tư lệnh Thông tin đón cụ về đấy thì lúc đó là cụ là 60 tuổi, 60 tuổi. Và được cấp quân hàm, được biên chế vào nhà nước. Thông thường thì 60 tuổi là nghỉ hưu, nhưng mà riêng cụ Nguyễn Tham Tán thì bắt đầu được ăn lương nhà nước. Thì đấy là một cái 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 cái, cái chi tiết rất là thú vị về một cái người lương y sáng tạo ra cái phương pháp tác động cuộc sống và 60 tuổi thì bắt đầu biên chế, biên chế vào nhà nước. Và đến năm 1976 thì cụ được mời về Bộ Công an để chữa cho các cái cán bộ lãnh đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và ở cả những cái cán bộ cao cấp của nhà nước. Và đến năm 1978 thì do tình hình là cái nhà nước Bộ Y tế là muốn phát triển và muốn nghiên cứu về cái phương pháp này thì đón cụ từ bộ công an về uh, bệnh viện bạch mai và cụ được làm việc tại uh, cái khoa học cổ truyền bệnh viện bạch mai và cùng với cái chữa trị cùng với lại cái việc nghiên cứu thì cụ được bộ y tế uh, cho thành lập cái hội đồng uh, giáo sư uh, và bác giáo sư bác sĩ thành lập một cái hội đồng khoa học để mà giúp cụ nghiên cứu cái phương pháp uh, tác động cuộc sống và và, và làm ra các cái đề tài từng cái đề tài chữa các cái loại bệnh uh, ở trên cuộc sống và đến năm 81 thì uh, 81 82 thì cụ được uh, uh, Bộ y tế thành lập một cái khoa uh, tác động cuộc sống tại trường y dược học dân tộc Tuệ Tĩnh uh, cái trường này nay là cái viện y dược học cổ Truyền Việt Nam cả nhà thì uh, từ đấy thì cái phương pháp này bắt đầu được được đào tạo tuy nhiên là cái năm 1981 uh, bắt đầu đào tạo ấy, thì phần lớn là đào tạo cho những người mà ở trong lĩnh vực y lĩnh vực y của các cái bệnh xá của bộ công an của các cái bệnh xá của 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 bộ quốc phòng rồi uh, một số các cái đơn vị hành chính uh, mà người ta cử uh, đơn vị y tế ở các cái uh, cấp tỉnh cấp À, xã đấy cấp uh, cấp uh, huyện đấy à, các bộ ngành ấy thì người ta cử cán bộ y tế để đi học cái phương pháp uh, tác động cuộc sống của cụ và đến năm 1970 từ năm 1978 đến năm 91 mươi thì cụ tham gia nghiên cứu các cái đề tài cùng với hội đồng khoa học được bộ y tế thành lập uh, để mà nghiên cứu chữa trị các cái đề tài uh, Chữa bệnh bằng tác động cuộc sống. Và từ đấy thì một số đề tài được thành công. Trong uh, có thể là uh, thống kê ở trong cái tổng hợp của cái phương pháp tác động cuộc sống Thì có nói rằng có khoảng 52 đề tài có thể làm các cái báo cáo. Tuy nhiên là mới làm được 6 đề tài mà chúng ta xem ở trong phần phóng sự đấy. Là có 6 cái đề tài uh, đã được chứng minh và đã được uh, nghiệm thu có kết quả rất là tốt và từ trên 80% trở lên. Thì các cái đề tài khoa học này thì cũng ghi lại một cái dấu ấn đấy là cái phương pháp tác động cuộc sống do người Việt sáng tạo ra và đã được đã được Bộ Y tế đón nhận và chứng minh thông qua các cái đề tài khoa học chữa bệnh không dùng thuốc bằng tác động cuộc sống. Và cái một số cái đề tài ấy, thì chúng ta vừa mới, mới mới nghe cái phóng sự Tuy nhiên là tấn cũng xin chia sẻ thêm một chút đấy là 1978 thì Bộ Y tế giao cho bệnh viện Bạch Mai thành lập cái hội đồng khoa học để mà đánh giá cái hiệu quả của tác động cuộc sống trước cái hội đồng khoa học để cùng với lại hội đồng khoa học để để đánh giá cái kết quả trị liệu ở trên một số cái mặt bệnh và hội đồng khoa học thì gồm những cái giáo sư đầu ngành ở các cái khoa khác nhau như là về cơ xương khớp, về thần kinh, về tim mạch, về tiêu hóa thì đều có những cái giáo sư đầu ngành tham gia để kết hợp phối kết hợp cùng với cụ Nguyễn Tham Tán để thực hiện các cái đề tài chữa bệnh bằng tác động cuộc sống. Đến năm 1978 79 thì cái đề tài đầu tiên À, mà chứng minh á, à, mà mà báo cáo ấy là cái đề tài à, trị bệnh bằng viêm cột sống dính khớp. Đây là một cái cái bệnh mà rất là hóc búa đấy cả nhà. Cho đến nay cái bệnh viêm cột sống dính khớp này thì thế giới cũng đang rất là gặp khó khăn. À, phải nói là chưa có thuốc để chữa cái 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 bệnh viêm cột sống dính khớp. Và cái đề tài À, chị điều trị bệnh viêm của sống dính khớp này do giáo sư đặng văn trung là giáo sư đầu ngành của của cái à, của nước ta về cái về cơ xương khớp và giáo sư trần ngọc ân là những người à, nổi tiếng trong cái ngành cơ xương khớp và được à, được bộ y tế à, mời để tham gia nghiên cứu cùng với lại cụ nguyễn thâm tán à, cái đề tài này và được à, báo cáo tại bệnh viện bạch mai năm một nghìn chín trăm tám mươi và kết quả đạt khá Tuy nhiên là cái bệnh viêm cuộc sống dính khớp ấy thì uh, một số cái đề tài làm ấy thì là những cái bệnh mới mới mắc uh, mới mắc có nghĩa là bệnh nhẹ đang ở thể nhẹ Còn khi mà cái bệnh mà thể đông cứng rồi ấy, thì có nghĩa là cái 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 các cái khớp ở trên cuộc sống nó dính thành khối với nhau nó dính liền thành một cái cái khối xương với nhau thì uh, thì không có thể điều trị được nhưng mà cái thời kỳ mà mới dính khớp và nó chưa có nhiều đốt sống dính <laughs> dính vào nhau ấy, hay nhiều chưa nhiều các khớp dính vào nhau ạ thì cái phương pháp uh, tác động sống là có uh, điều trị và và mang lại hiệu quả. Thì đây là một cái đề tài được đánh giá bởi vì nó nó là cái bệnh mà bệnh khó, bệnh chưa có uh, thuốc chữa. Thì uh, phương pháp tác động sống uh, đã điều trị thành công một số cái cái ca bệnh như vậy và ở trong uh, điều trị những cái ca bệnh về viêm cuộc sống khớp khớp thì nó mất mất rất nhiều thời gian cả nhà và một vị thầy mà thế hệ thứ hai của của cụ nguyễn tham tán ấy, là thầy uh, cố lương y nguyễn văn lợi cũng là người thầy của 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 tấn thì uh, thầy chữa một số ca thì có những ca là khi mà uh, bệnh nhân đến là là năm lớp 12 có nghĩa là bắt đầu vào đại học và bệnh nhân học uh, về uh, trường đại học kinh tế quốc dân ấy, thì khi mà khỏi bệnh thì chính là cái lúc ra trường có nghĩa là 4 năm liền chữa bệnh 4 năm liền thì uh, ý nói rằng là cái bệnh viêm cột sống dinh khớp là điều trị thời gian rất là dài và điều trị không dùng thuốc mà có uh, sử dụng thêm một số cái như là bột cua đồng để mà điều trị thì trong cái các cái cái cách thức làm cua đồng rồi điều trị như thế nào thì ở trong cái lộ trình chuyên sâu thì sẽ có một cái cái phần mà hướng dẫn điều trị cái bệnh viêm cột sống dính khớp và đến năm từ năm 1981-82 thì tác động cột sống phối hợp với lại bệnh viện bạch mai nghiên cứu và điều trị bệnh thần kinh tọa À, hay là chúng ta gọi là đến bây giờ là cái bệnh thần kinh tọa thì à, có thể gọi vào là bệnh thần kinh hông to hay là bệnh à, những cái căn nguyên của cái 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 thoát vị để đệm mà nó dẫn đến chèn ép dây thần kinh tọa và nó làm gọi là viêm thần kinh tọa. Thì cái đề tài này do giáo sư Phạm Duy Nhạc à, báo cáo tại hội nghị khoa học năm 1982 và đạt kết quả tốt, có nghĩa là đạt kết quả trên 90% đối với đề tài thần kinh tọa này và sau khi mà báo cáo kết quả tốt đó, thì cái công trình nghiên cứu uh, điều trị bệnh uh, thần kinh tọa uh, đối với phương pháp tác động cuộc sống đó, thì được nhà xuất bản quân đội nhân dân uh, in thành sách có nghĩa là in thành cái uh, cái 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 quyển sách hướng dẫn điều trị bệnh thần kinh tọa À, bằng phương pháp tác động một sống. À, rồi đến năm 1984 85 thì à, kết hợp với lại khoa tim mạch, à, khoa học cổ truyền à, cộng với lại khoa tim mạch, à, kết hợp khoa tim mạch khoa học cổ truyền để mà nghiên cứu điều trị bệnh huyết áp cao, huyết áp thấp và điều hòa nhịp tim. Thì đây là một cái đề tài à, rất là 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 hiệu quả và gây tiếng vang và rất nhiều báo đài nói về cái đề tài huyết áp cao huyết áp thấp uh, thì uh, đối với phương pháp tác động sống á, thì huyết áp cao thì có những cái điểm có những cái cách thức để mà hạ huyết áp xuống và từ cái huyết áp vô căn ấy, thì tìm được những cái trọng điểm ở trên hệ cuộc sống có liên quan đến chức năng thận gây cho huyết áp cao có thể liên quan đến huyết uh, đến các cái chức năng của tim mạch tuần hoàn có những chức năng liên quan đến những cái uh, bệnh thuộc về uh, hệ nội tiết mà có thể gây cho huyết áp cao thì đây là những cái những cái 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 uh, cái điểm mà được tác động sống đúc đúc kết thành những cái phương pháp những cái cách thức để mà điều trị chỉ, điều chỉnh huyết áp cao và huyết áp thấp uh, thì cũng điều chỉnh bằng một số các cái điểm ở trên đốt sống và đặc biệt là cái điều hòa nhịp tim với những cái người bệnh mà bị rối loạn nhịp tim, nhịp tim nhanh hay là nhịp tim quá chậm à, thì uh, ngoài cái việc mà mà cơ địa ra thì là có những cái rối loạn về thần kinh thực vật, đặc biệt là rối loạn về thần kinh thực vật thì nó gây ra cho cái rối loạn cái nhịp tim rồi một số cái căn bệnh uh, kèm theo như là uh, cái uh, cái uh, van hai lá ba lá và nó cũng làm cho cho thay đổi cái nhịp tim. Có thể là nhịp tim bỏ nhịp. Ờ, thì cái phương pháp tác động sống là có những cái trọng điểm ở trên những đốt sống để mà tác động bằng một cái cường độ, một cái một cái nhịp một cái kích hoạt thần kinh để cho cơ thể nó tự điều chỉnh nó điều chỉnh lại hệ thần kinh để cho cơ thể nó, nó điều hòa về cái nhịp đập uh, của tim. Vậy thì cái cái đề tài mà huyết áp cao, huyết áp thấp và điều hòa nhịp tim này thì uh, uh, nó mang lại cái 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 hiệu quả rất là là cao so với lại những cái phương pháp mà đang sử dụng uh, cho nên là được đánh giá rất là tích cực, rất là cao và gây tiếng vang ở trong cái giới y sinh học. Uh, và cái đề tài này do giáo sư Trần Độ Trinh chủ trì và báo cáo tại hội nghị khoa học của Bộ Y tế năm 1985 và kết quả đạt tốt có nghĩa là uh, từ 85 đến trên 90% thì tùy từng cái 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 khi biểu chứng là huyết áp cao hay huyết áp thấp hay là rối loạn nhịp tim thì có một cái tổng hợp để đánh giá. Và đến năm 1985 86 thì thực hiện cái đề tài u sơ tuyến vú do giáo sư Phạm Thúy Liên uh, báo cáo tại hội nghị khoa học bệnh viện bạch mai năm 86 và kết quả đạt tốt về cái ô sơ tuyến vú này thì là uh, tác động cuộc sống thì có những cái điểm kích hoạt uh, hay là tác động ở trên hệ cuộc sống để mà điều tiết các cái uh, những cái cái điểm tắc nghẽn ở trên uh, tuyến vú đặc biệt là các cái tuyến sữa mà do cái tuyến sữa nó tắc nghẽn uh, và tác động để cho cái hệ thần kinh nó điều tiết để nó, nó tiêu những cái 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 u sơ uh, do uh, u sơ của tuyến vũ và cái đề tài này cũng đạt được kết quả khá là tích cực là trên 80 và đến năm 86 87 uh, thì uh, kết hợp với lại trung tâm sinh lý hóa sinh người thuộc viện khoa học Việt Nam uh, do giáo sư Nguyễn Tài Lương uh, giám đốc cái trung tâm uh, gọi là uh, hóa sinh người, uh, trung tâm sinh lý hóa sinh người làm chủ đề tài uh, với cái tên gọi của đề tài là phục hồi nguồn sữa mẹ. Uh, và với cái phục hồi nguồn sữa mẹ thì tác động cuộc sống uh, là một cái bộ môn mà mà xử lý uh, những cái vấn nạn về 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 nguồn sữa mẹ rất là là tuyệt vời mà rất là tự nhiên, không có gây đau. À, cho cái cho những người bệnh ví dụ như là tắc tia sữa thì sẽ có những cái điểm ở trên cột sống có thể kích hoạt để mà hệ thần kinh nó điều tiết để nó thông cái tia sữa à, đấy là cái thứ nhất là có thể phục hồi được cái 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 cái, cái tình trạng của cái người phụ nữ đang nuôi con là do tắc sữa thì có những cái điểm trên cuộc sống có thể thông thông tắc được sữa cái thứ hai là những cái người mà có sữa xấu ấy, mà nuôi con còi xương suy dinh dưỡng nó không phát triển được ấy. là do chất lượng sữa không đủ hàm lượng dinh dưỡng thì cái phương pháp này có những cái điểm ở trên cuộc sống để mà kích thích cái chuyển hóa dinh dưỡng cho tuyến sữa để đạt được cái cái chất lượng của sữa thì cái này là 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 ở trong cái phòng thí nghiệm mà họ sẽ phân tích ra các cái các cái thành phần của sữa và họ đánh giá là cái phương pháp này là phục hồi được cái nguồn sữa mẹ. À, rồi cái thứ ba là có thể là những cái chất lượng sữa như là sữa có mùi, có những người mẹ sinh à, trong thời kỳ nuôi con cái sữa có mùi mà con chê không có, không có bú, rồi sữa nó hoi nó nó mùi, rồi nó cái màu nó vàng hay là nó loãng. Thế thì à, đây là cái cái phương pháp gọi là phục hồi nguồn sữa mẹ nói chung có nghĩa là từ tắc sữa đến chất lượng sữa à, hàm lượng dinh dưỡng không đầy đủ thì phương pháp này có những cái đốt sống mà tác động vào để mà nó nó hồi nó phục hồi lại cái 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 nguồn sữa mẹ à. thì đây là cái uh, báo cáo uh, cái đề tài này khi hoàn thiện thì uh, báo cáo uh, tại hội nghị liên hiệp các hội khoa học Việt Nam uh, năm 1987 và cụ Nguyễn Tham Tán cũng được à, Cái Hội Liên Hiệp Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam tặng huy chương vì sự nghiệp khoa học kỹ thuật thì à, dựa trên cái đề tài làm cùng với lại à, Viện Khoa Học Việt Nam để nghiên cứu cái đề tài <laughs> phục hồi nguồn sữa mẹ à. À, đến năm 1991 thì à, kết hợp với Viện Lão Khoa Bệnh Viện Bạch Mai để nghiên cứu và điều trị uh, cái bệnh thiếu năng tuần hoàn não. Uh, và đề tài này được giáo sư Phạm Khuê, giáo sư Phạm Duy Nhạc chủ trì và báo cáo năm 1992 và đạt kết quả uh, đạt kết quả tốt. Cái thiếu năng tuần hoàn não á, thì uh, là cái bệnh mà chúng ta thường gọi là thiếu máu não uh, hay là cái máu lên uh, não thì uh, nó có mấy cái, uh, cái 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 nguyên nhân có thể nguyên nhân từ thực thể các cái đốt sống cổ như là các cái đốt sống cổ của chúng ta thì có những cái động mạch sống nền để nó cấp máu lên 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 não mà nó bị di lệch nó bị co cơ nó bị uh, những cái vôi hóa thoái hóa thoát vị ở trên các cái đốt sống cổ và nó nó ảnh hưởng đến cái động mạch sống nền là nuôi máu ở trên não và nó làm cho chèn ép hay là nó làm cho cản lưu cái lượng máu lên não và nó gây ra cái các chứng thiểu năng tuần hoàn não và một số cái bệnh về tim mạch cũng có thể gây nên cái thiểu năng tuần hoàn não và thiểu năng tuần hoàn não còn do những cái chức năng của tỳ vị hay là của cái cái công năng chuyển hóa ở trong cơ thể thành thành máu để nuôi cơ thể đấy thì tùy từng cái 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 cái, cái nguyên nhân một à, và nguyên nhân thường thấy nhất ấy, nguyên nhân thường thấy nhất là cái nguyên nhân mà do thoái hóa đốt sống cổ à thoái hóa, hóa đốt sống cổ, cho nên là à, cái cái bệnh này ở giai đoạn này gặp cũng rất là nhiều những trường hợp là thiếu năng tuần hoàn não do thoái hóa đốt sống cổ, à, do thoái hóa đốt sống cổ và do co những cái cơ cổ hay là do những cái biến đổi cái hệ cột sống cổ, đặc biệt là cái đoạn cổ à, thì à, đối với cái thiếu năng tuần hoàn não này thì trong cái lộ trình mà chia sẻ chăm sóc sức khỏe toàn diện và uh, uh, chăm sóc sức khỏe này á thì chúng ta sẽ 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 được hướng dẫn uh, sâu hơn các cái khóa trước về cái bệnh thiểu năng tuần hoàn não uh, thì kết hợp với lại chăm sóc cái sức khỏe cho cái cuộc sống cổ thì chúng ta sẽ xử lý được cái thêm cái 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 cái, cái chức năng về uh, cái cái loại bệnh gọi là uh, thiểu năng tuần hoàn não nha cả nhà cả nhà chúng ta sẽ được chuyển giao uh, cái uh, cái cái phương pháp uh, tác động cuộc sống để mà giải quyết cái vấn đề về thiểu năng toàn hoàn não và thoái hóa đốt sống cổ và một số cái chứng bệnh thông thường khác ở trong cái lộ trình này cả nhà và các cái đề tài khoa học thì đều đạt cái kết quả như chúng ta xem ở trong phóng sự tài liệu đó thì nó trên 9 à, trên 80% và tính từ năm 81 đến năm 91 thì tại bệnh viện Bạch Mai phương pháp tác động của sống đã điều trị cho hàng ngàn người bệnh với mươi 23 cái loại bệnh thuộc các cái hệ như là bệnh về hệ tuần hoàn về hô hấp, về thần kinh, về tiết niệu, về tiêu hóa, về À, hay là những chứng bệnh về đau cơ xương khớp hay là đau cơ năng à, thì à, tất cả các cái à, các trong trong 23 cái loại bệnh này thì à, được tổng kết ở trong một cái quá trình từ năm à, 1981 đến năm 91 thì đạt kết quả từ 87 đến 100%. Có nghĩa là cái hiệu quả của phương pháp này à, được đánh giá ở trong à, điều trị tại bệnh viện Bạch Mai và quá trình phát triển thì uh, cụ uh, tổ nghề tác động cuộc sống được uh, thủ tướng phạm văn đồng trước là chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm văn đồng đã, gửi thư khen ngợi và được mời uh, báo cáo tại nhà riêng với lại cái phương pháp và uh, đối với phương pháp tác động cuộc sống uh, trong cái quá trình mà nghiên cứu uh, chữa bệnh và làm các cái đề tài khoa học thì uh, được thủ tướng mời uh, lên báo cáo và được thủ tướng gửi thư khen ngợi cũng như là được uh, liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam uh, tặng huy chương vì sự nghiệp khoa học kỹ thuật uh, rồi rất là nhiều các bằng khen khác của nhiều tổ chức như là của Hội Đông y uh, của các cái uh, uh, của bệnh viện Bạch Mai rồi của uh, trung tâm Uh, sinh lý, hóa sinh người, vân vân. Thì trong thăm khám và điều trị đó thì cái phương pháp tác động sống đã điều trị uh, được hàng hàng ngàn bệnh nhân ở rất là nhiều các cái loại bệnh uh, khác nhau bằng cái phương pháp tác động sống và trong đó thì có rất là nhiều các cái bệnh khó, cái bệnh mãn tính, cái bệnh uh, đi xét nghiệm đi khám thì không có rõ nguyên nhân. Uh, tuy nhiên là đối với tác động cuộc sống thì uh, nếu mà tìm được các cái sự rối loạn ở trên cuộc sống thì cũng có thể sử dụng cái phương pháp tác động cuộc sống để điều trị các cái bệnh uh, các cái bệnh khó và các bệnh đặc biệt là bệnh mãn tính mà mãn tính không lây, có nghĩa là các bệnh mà không lây, không lây nhiễm uh, và mãn tính thì uh, đối với một số cái phương pháp hiện đại ấy thì dường như là là khó khăn hơn với lại những cái phương pháp uh, chữa lành tự nhiên uh, bằng uh, uh, bằng cái phương pháp tác động sống thì xử lý các bệnh chủ yếu là xử lý các bệnh về mãn tính là nhiều uh, và các bệnh mà chưa rõ nguyên nhân nhưng mà tìm được cái điểm chữa có nghĩa là tìm được cái rối loạn ở trên cái tiết đoạn thần kinh nào liên quan đến cột sống liên quan đến chỉ cái 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 đường đi của thần kinh hay là cái tiếp đoạn thần kinh mà chi phối cho các cái hoạt động chức năng ở tại cái cơ quan hay là cái bộ phận nào đó trên cơ thể có nghĩa là tìm được xác định được cái cái điểm uh, rối loạn ở trên cuộc sống thì đều có thể uh, điều trị uh, bằng tác động sống được còn uh, khi mà không tìm thấy được á không tìm thấy được cái điểm chữa thì kể cả những cái bệnh rất là dễ rất là đơn giản cũng không có thể điều chỉnh được À, thì bắt buộc cái người làm tác động cuộc sống à, phải hiểu được cái cơ chế cái vận hành các cái tiết đoạn thần kinh rồi các cái cách trị liệu như nào, cái cách xác định cái điểm ở trên cuộc sống như nào. Thì à, cụ Nguyễn Tham Tán cũng được rất là nhiều báo đài ca ngợi về về phương pháp à, tác động cuộc sống. Và à, trong cái đào tạo phát triển á, thì à, trước đây thì năm 81 thì là cái bộ môn này được đưa vào trường y dược dân tộc uh, Tuệ Tĩnh để mà đào tạo uh, và đào tạo các cái chủ yếu là cho các cái bệnh xá cho các cái trung tâm y tế của các cái bộ ngành. Và khi mà điều học uh, một số các cái lớp mà được đào tạo thì phần lớn là là các cái y bác sĩ mà tiếp cận được phương pháp này thì điều trị ở nhà riêng là chính chứ ít ít đưa vào bệnh viện. Bởi vì đưa cái bộ môn này vào bệnh viện thì nó không phù hợp cho bác sĩ chứ không về không phù hợp cho lại cho bệnh nhân bình thường thì một bác sĩ chỉ có thể nếu mà y học cổ truyền là là vọng văn vấn thiết và 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 bắt mạch thì kê thuốc là xong và đối với Tây y thì có thể đi xét nghiệm và chụp chiếu nhưng mà đối với tác động cuộc sống thì là phải xử lý bằng nhiên liệu bằng cơm có nghĩa là làm nó sẽ sẽ phải phải dùng cái đôi bàn tay của mình bằng dùng cái 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 công sức của mình để mà làm cho nên là cái thời bao cấp ấy thì phần lớn là là sử dụng bằng bằng cái cái kia thì nó nhàn cho bác sĩ hơn. Cho nên là bác sĩ ít đưa vào bệnh viện để mà mà ứng dụng mà chủ yếu là ứng dụng để chăm sóc ở nhà và cái phòng mạch riêng ở nhà. Cho nên là cái phương pháp này đào tạo ra thì cũng chưa được lan tỏa nhiều và cũng chưa 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 phát triển được được nhiều. À, và đến năm uh, 1991 thì uh, phương pháp này được uh, được hợp tác quốc tế với lại Cộng hòa Liên bang uh, Nga, có nghĩa là Liên Xô cũ á. thì uh, trong cái hợp tác uh, thì trước hợp tác uh, thì cụ Nguyễn Tham Tán cộng với cùng với cộng sự được mời sang Maxikova để điều trị cho 300 trên 300 cái người bệnh để thử nghiệm về phương pháp này tại Nga thì đạt kết quả rất là khả quan và rất là tốt được được Bộ Y tế Nga rất là đón nhận và mời để ký một cái hợp đồng và hợp đồng đấy đã được ký ba bên giữa Nga và Bộ Y tế Việt Nam và cụ Nguyễn Tham Tán. À, thì à, sau khi mà ký xong rồi đang chuẩn bị để thực thi cái hợp đồng hợp tác và chuyển giao tác động cuộc sống sang Nga thì đúng cái lúc Liên Xô Soviet có vấn đề về chính trị có nghĩa là Liên Xô sụp đổ đó thì cái hợp đồng đấy không được thực hiện và đến năm 1994 thì thành lập cái trung tâm tác động cuộc sống thì do cụ Nguyễn Tham Tán làm làm giám đốc cùng với lại một hội đồng giáo sư mà đã từng tham gia các đề tài của cụ về tiếp tục hỗ trợ cho cụ Nguyễn Tham Tán để mà À, nghiên cứu và ứng dụng ở trong điều trị Để phát triển cái phương pháp à, tác động cuộc sống Tuy nhiên là đến năm 2000 thì cụ Nguyễn Thâm Tán à, à, Cụ mất thì không có người thừa kế cái trung tâm Không người thừa, thừa kế trung tâm Bởi vì những cái người mà học trò của cụ là bệnh nhân của cụ á, Thì rất là trưởng thành ở trong nghề Những người mà học trò mà không liên quan đến ngành y á, Có nghĩa là chưa học ngành y mà do là có bệnh xong rồi đi chữa bệnh. Ví dụ như là trung tướng Nguyễn Hùng Phong, à, cả hai vợ chồng trung tướng Nguyễn Hùng Phong rồi là à, ông Nguyễn Xuân Trang là ủy viên à, gọi là bên cái à, ủy viên kế hoạch nhà nước, ủy ban kế hoạch nhà nước rồi à, rồi như là thầy Nguyễn Văn Lợi à, thì là những những người mà có có bệnh đi chữa bệnh và yêu thích cái phương pháp này và xin cụ để mà mà học để tiếp cận cái phương pháp này. Thế khi mà cái trung tâm này mà khi cụ mất ấy, thì những cái người mà thừa kế thì nó phải là có có ở trong trong y học có nghĩa là phải có đủ cái tư cách phải là y bác sĩ thì mới được thừa kế trung tâm này. Nhưng mà những người mà thành công ở trong nghề mà có thể chữa bệnh tốt ấy, thì lại phần lớn là cái người đang công tác ở một môi trường khác và hoặc là đang à, à, không phải là ở trong ngành y thì thừa kế được thế còn trong ngành y không à, có một số cán bộ thì y tế nhưng mà là tây y cho nên là cũng không có người để thừa kế cái trung tâm tác động cuộc sống và trung tâm tác động cuộc sống thì từ đấy à, đóng cửa và các cái thế hệ sau mà được thừa kế phương pháp này thì trở về nhà trở về địa phương của mình để mà khám chữa bệnh ở tại tại gia đình chứ không không còn một cái trung tâm tác động cuộc sống nữa và đến thế hệ sau thì cái phương pháp này được được phát triển nhưng mà phát triển là theo từng cái cái các cái thầy Uh, thầy cô mà đã được cụ Nguyễn Tham Tán đào tạo phần lớn là người ngoài ngành y thì phát triển theo là từng cái phòng khám riêng nhỏ một và dạy cho từng nhóm người nhỏ một uh, và sau đó thì uh, ở trên hình thì các cả nhà đang nhìn thấy là thầy Nguyễn Văn Lợi uh, ngồi cùng với lại uh, uh, bác uh, tổng bí thư nguyên tổng uh, nguyên tổng bí thư độ 10 thì uh, uh, Thầy Nguyễn Văn Lợi là chăm sóc cho, cho cho tổng bí thư thường niên cho tổng bí thư. Thì cái phương pháp này được thầy lợi mang sang nước ngoài, rồi sau đấy trở về Việt Nam để đào tạo cho rất là nhiều cái người thầy bây giờ đó. Người thầy bây giờ thì là đang 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 đào tạo bây giờ phần lớn là là học trò của cái thầy của thầy Nguyễn thầy Nguyễn Văn Lợi thì. À, sau khi mà cụ Nguyễn Thanh Tán mất đấy thì thầy lợi ra nước ngoài à, chăm sóc cho người Việt ở nước ngoài à. và sau khi thầy về nước thì thầy bắt đầu đào tạo tại Việt Nam được Hội Đông Y Thành phố Hà Nội cho thành lập Hội tác động cuộc sống và thầy là người chủ vị chủ tịch đầu tiên của Hội tác động cuộc sống Hà Nội và cho đến nay thì vẫn chưa có Hội tác động cuộc sống Việt Nam mà mới chỉ có Hội tác động cuộc sống Hà Nội và người à, người đầu tiên chủ tịch hội là thầy Nguyễn Văn Lợi và thầy đưa cái phương pháp này sang Australia sang sang úc đấy để đào tạo cho người Việt ở bên úc rồi đưa sang bên Đức rồi đưa sang bên một số cái nước khác như là Hungary như là Pháp thì cũng có những người học trò của thầy ở ở bên này nhưng mà phát triển vẫn là là theo cái là tùy nhân duyên mà đào tạo À, chưa phải là một cái à, cái cái phương pháp mà à, để mà đào tạo mỗi, theo một cái tổ chức và sau này thì được Hội Đông y Hà Nội thừa kế à, được à, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Siêm là cái người mà ủng hộ cho cái bộ môn tác động cuộc sống và đưa vào ứng dụng à, và và lan tỏa trong Hội Đông y. Và sau đấy thì à, được trường Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội, cái trường mà hỗ trợ cùng với lại à, lại chương trình của chúng ta này chương trình, uh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tật độ sống này uh, thì được thừa kế và được uh, um, được bộ uh, bộ uh, giáo dục đào tạo uh, bây giờ thì chuyển sang cái đào tạo nghề thì là do do sở y tế uh, sở uh, sở lao động thương binh xã hội thì cấp phép cho cái trường này được đào tạo để cấp chứng chỉ phương pháp tác độ cuộc sống Yeah phương pháp cuộc sống và những cái thế hệ sau như thế hệ chúng tôi thì cũng theo chân để mà theo những cái truyền thống của của các thầy tiếp tục thừa kế và phát triển cái phương pháp tác động cuộc sống rồi đào tạo tại các cái trường như là trường y học dân tộc tuệ tĩnh rồi đào tạo phổ cập cho cộng đồng thông qua các hội đông y thông qua các cái tổ chức mà 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 họ yêu mến cái bộ môn tác động cuộc sống thì đưa vào để để hỗ trợ để mà gọi là chuyển giao rồi là đào tạo cho những một số cái bệnh viện như là bệnh viện y dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh, viện y dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh thì đào tạo cho tất cả cái y bác sĩ ở trong học viện ở trong viện y dược học cổ truyền viện y dược dân tộc thành phố Hồ Chí Minh và đào tạo một số uh, ở các cái khóa học cộng đồng, rồi đào tạo cho bệnh viện y dược học uh, uh, bệnh viện y học cổ truyền tỉnh nghệ an uh, cũng được một số khóa và các cái thế hệ sau thì luôn được các cái báo đài nhắc đến uh, ca ngợi cái phương pháp tác động cuộc sống uh, rất là uh, ứng dụng rất là, là là hiệu quả đơn giản và mang lại cái hiệu quả trong cái chăm sóc sức khỏe cộng đồng thì uh, đấy là những cái cái quá trình phát triển uh, những cái uh, ghi nhận của những cái tổ chức uh, như là uh, hội đông y như là các cái bệnh viện và sau này thì vẫn tiếp tục uh, đào tạo ở trong trong trường y dược Tuệ Tĩnh và về cái cơ sở nghiên cứu á uh, cái chữ này là trên này là cái chữ khái quát chung như cái này khái quát chung về cơ sở Uh, nghiên cứu và lý luận uh, thì uh, chúng ta thấy rằng là phương pháp này xuất phát từ kinh nghiệm thực kinh nghiệm thực tiễn có nghĩa là từ kinh nghiệm dân gian mà cụ Nguyễn Tham Tán phát hiện ra là uh, cái hiện tượng là ở trên cuộc sống khi mà cạo gió có những cái đám sần đỏ và dây vào đấy thì những cái một số bệnh nó nó chuyển biến và người bệnh có thể uh, ngày thì có thể hết được các cái một số bệnh thì uh, đấy là những cái thực tiễn mà mà trong ứng dụng thì đã phát hiện ra cái hiện tượng mất cân bằng uh, ở trên hệ cuộc sống uh, tấn xin lỗi khả năng là phải đổi cái slide này vì là nó hơi bị uh, hơi bị lỗi phong các nhà tấn xin phép và xin lỗi cả nhà nhé uh. Cả nhà chúng ta có thể nghỉ uh, uống một ly nước cho Tấn xử lý sự cố này cái cả nhà. Biết ơn cả nhà lắm lắm. Dạ. Yeah. Cả nhà có thể đi uống nước ạ, xong rồi là chúng ta sẽ quay lại để Tấn xử lý cái sự cố xíu ạ. Ừ. Biết ơn cả nhà. Chúng ta trở lại nha cả nhà nó có một chút sự cố khỉ dạ à, về cái khái niệm chung của phương pháp tác động cuộc sống đấy thì à, cái về cái cơ sở nghiên cứu và lý luận thì phương pháp này được à, xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn à, mà phát hiện ra cái sự cân bằng hay là mất cân bằng ở trên hệ cuộc sống thông qua các đặc trưng trên hệ cuộc sống à, thì tìm ra được cái mối liên quan à, rất là mật thiết giữa các cái chứng bệnh đối với lại cuộc sống hay là à, phát hiện ra là khi cơ thể có bệnh thì nó biểu hiện được ở các đặc trưng ở trên hệ cuộc sống có những cái điểm khác thường đấy và khi mà trên hệ cuộc sống có điểm khác thường thì cũng có nghĩa là biểu hiện ở trong từng bộ phận à, các cái bộ phận ở trong cơ thể mà liên quan đến cái phần ở trên cuộc sống cái đoạn ở trên cuộc sống nó có những cái nó có à, có bệnh à, có nghĩa là gì ạ dựa vào cột sống để mà đoán biết được bệnh ở trên cơ thể có nghĩa là bệnh ở trên cơ thể sẽ khi mà cơ thể có bệnh sẽ biểu hiện ở trên cột sống à. vậy thì tác động sống là qua cái thực tiễn à, điều trị chăm sóc sức khỏe thì phát hiện ra cái sự mất cân bằng của các đặc trưng ở trên hệ cột sống ví dụ như là đặc trưng về nhiệt độ ở trên hệ cột sống ví dụ như đặc trưng về lớp cơ ở trên hệ cột sống à. hay đặc trưng về các cái à các cái cái điểm rối loạn Co cơ ở trên cuộc sống mà nó có liên quan đến các chứng bệnh và nó biểu hiện có tính quy luật có nghĩa là nó cứ mà cuộc sống mà biến đổi như thế này thì ở trên cơ thể sẽ có cái rối loạn như thế kia, thì đây là cái sự phát hiện được cái trong cái thực tiễn mà phát hiện ra đúc kết ra được cái tính quy luật của khi mà cơ thể có bệnh thì nó biểu hiện ở các đặc trưng trên hệ cuộc sống. Ví dụ như là khi mà cơ thể có bệnh về tuần hoàn thì ở trên hệ cuộc sống nó sẽ biểu hiện những cái điểm rối loạn ở trên uh, cái 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 đốt sống ở vùng lưng trên, đúng không ạ? thì nó sẽ biểu hiện ra. thì đây là những cái cái quy luật. Nhưng mà dựa vào quy luật này để soi chiếu sang cái hệ thần kinh ấy, thì nó đúng với lại những cái tiết đoạn thần kinh uh, nó chi phối cho hoạt động công năng của cái 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 dối loạn đó và trong cái uh, y học cổ truyền thì phương pháp tác động sống thì chiếu theo cái hệ thống học thuyết như là hệ thống uh, học thuyết về âm dương ngũ hành thì trong tác động sống khi mà điều trị luận trị bệnh uh, thì uh, về công cụ về các cái kỹ thuật về các cái cái thủ thuật về cái nguyên tắc thì thì nó khác nhưng mà nó trên cái nền tảng luận trị để về tìm về cái gốc bệnh thì dựa vào y học cổ truyền ví dụ như là à, về cái học thuyết ngũ hành hay học thuyết âm dương ngũ hành hay là học thuyết kinh lạc à, tuy nhiên là không đi theo đường kinh nhưng mà tác động ở trên đường kinh nhưng mà lại không gọi là đường kinh mà gọi là cái vùng gân cơ cạnh sống hay là cái vùng đốt sống liên quan Thế thì nó có những cái 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 tên gọi gọi tên gọi của các cái thủ thuật hay là ở trên trên chủ yếu là theo giải phẫu chứ không theo cái cái từ gọi của ngôn ngữ của của đông y mà nó gần với lại tây y hơn có nghĩa là tên gọi sử dụng ví dụ như là cơ thì thì dùng hay là xương hay là tiết đoạn thần kinh hay là cái vùng biến đổi về thân nhiệt chẳng hạn thì gần như là đi theo cái cái tên gọi giải thích ở trên trên khoa học à, khoa học có nghĩa là giải thích ở trên y học hiện đại. À, thế còn dựa trên cái học thuyết học cổ truyền để biết được cái tạng phủ này rối loạn, cái bộ phận này rối loạn thì gốc nó ở đâu. Có nghĩa là dựa trên cái 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 cái, cái học thuyết của học cổ truyền để mà luận trị, để tìm về gốc bệnh. Ví dụ như đau đầu, cái chứng đau đầu chẳng hạn thì có thể là À, bình thường là chúng ta hiểu đau đầu là cái vấn đề ở đầu nhưng mà tìm về gốc bệnh thì đau đầu nó không phải ở đầu mà nó lại ở à, có thể là do gan có thể là do thận có thể là do nội tiết có thể là do tuần hoàn mà nó gây đau đầu à, thì là luận trị theo học cổ truyền thì mới về được tìm về được cái gốc bệnh để mà chữa vậy thì tác động cuộc sống không phải đau đầu là chữa đầu cũng không phải đau bụng mà chữa bụng cũng không phải đau tay mà chữa ở tay À, cho nên là có cái câu rất là thân quen ở dí dỏm ở trong tác động cuộc sống là là không phải đau đây đau đâu chữa đấy mà đau đấy chữa đâu à, đau đấy mà chữa đâu chứ không phải là đau đầu chữa ở đấy cho nên là tác động cuộc sống nhiều người là à, nói là tôi đau đầu cơ mà tại sao lại cứ chữa ở cái vùng thắt lưng cái gì mà phải chữa vào vùng thắt lưng thì mới hết đau đầu chứ không phải là chữa ở trên cái vùng đầu thì đấy là cái tác động sống là 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 không phải đau đâu chữa đấy mà đau đấy chữa đâu thì luận trị theo cái học thuyết y học cổ truyền này. À, à, ví dụ như là một cái bệnh mất ngủ chẳng hạn. Thế thì mất ngủ mà nhiều khi là là rối loạn chức năng về thận và nguyên nhân ban đầu là gây tiểu đêm. Tiểu đêm thì thì người ta thấy mất ngủ cứ đi tiểu hoài. Nhưng mà nguyên nhân của cái mất ngủ đấy là do tiểu thì phải chữa chữa đi tiểu hết thì ngủ sâu giấc. Thế thì phải luận Luận trị theo học cổ truyền uh, nó rất là 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 hay và gần gũi uh, nó gần với tự nhiên theo một cái sự vận hành của ngũ hành thì là uh, là, là 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 cái cái lý luận học cổ truyền giúp cho cái phương pháp tác động cuộc sống này để luận trị uh, về gốc của bệnh để mà điều trị Luận uh, trị về gốc bệnh rồi về cái góc của y học hiện đại đó thì tác động cuộc sống uh, đi và về nghiên cứu về các cái giải phẫu thần kinh giải phẫu cơ xương khớp giải phẫu về tiết đoạn da những cái đốt sống nào mà dây thần kinh đi ra từ đoạn tủy nào tương ứng với đốt sống nào và chỉ huy cho cơ quan tạng phủ nào thì khi mà cơ thể có bệnh thì nó sẽ xuất hiện những cái điểm tương ứng với lại những cái đốt sống mà có những cái đường thần kinh dẫn truyền thần kinh và thần kinh điều tiết mà cho nên là nó sẽ đi theo cái đó, nó sẽ đi theo cái hệ thần kinh để chẩn đoán ban đầu là ví dụ như là tê cái 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 cái, cái bàn tay các ngón tay hả, thì là do đám rối thần kinh của cổ, do cái đoạn phình cổ của tủy sống mà nó chỉ huy cho hoạt động của tay. Nhưng mà khi chữa thì chữa ngọn, có nghĩa là chữa vào cái đầu tiết đoạn thần kinh. Nhưng mà luận trị về gốc thì à, cái chứng tê tay này có thể là do do chức năng của gan à, thì tùy cái luận trị à, để đưa vào cho nên là đối với phương pháp tác động sống thì lại phải hiểu được cả về y học hiện đại và hiểu được cái học cổ truyền thì mới luận trị được về cái gốc bệnh à, để mà điều trị à, thì về y học hiện đại thì à, nghiên cứu về cái cái giải phẫu sinh lý học của cơ thể người như giải phẫu thần kinh, giải phẫu cơ xương khớp, giải phẫu về bệnh học vân à, vân thì à, dựa vào à, đặc biệt là dựa vào cái giải phẫu của thần kinh. À, thần kinh trung ương thì bao gồm não và tủy sống. Và từ đó thì à, các cái từ trong cái tủy sống thì các cái dây rễ thần kinh nó mới đi ra để nó chi phối cho các hoạt động à, chức năng của cơ thể. Và cơ thể của con người ấy thì giống như một cái một cái cỗ máy thì cái hệ thần kinh giống như cái hệ hệ thống điện nếu mà cái cỗ máy mà không có điện thì chắc là không thể chạy được đúng không ạ thì cái hệ thống điện chính là hệ thần kinh và dựa vào cái các cái tiết đoạn thần kinh này để tác động sống uh, có những cái thủ thuật là gây kích thích gây các cái xung điện thần kinh để mà báo lên trung ương thần kinh để mà não nó sẽ điều khiển, nó sẽ phân tích, nó sẽ 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 ra các cái tín hiệu để đáp ứng lại những cái vùng mà có bệnh lý. Vậy thì cái cơ sở của của tác động của cuộc sống uh, nó sẽ nằm ở ba cái cái tiêu chuẩn. Đấy là từ kinh nghiệm dân ra thực tiễn phát hiện ra cái sự liên quan. Uh, cứ cơ thể có bệnh thì trên hệ của sống biểu hiện những cái điểm nào liên quan và trên hệ cuộc sống có biểu hiện những cái điểm bệnh lý thì chắc chắn là ở trong chức năng ở trong cơ thể nó cũng sẽ có những cái biểu hiện của bệnh lý rồi 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 dựa theo cái luận trị y học cổ truyền để mà tìm về gốc bệnh rồi dựa trên các cái giải phẫu uh, thần kinh giải phẫu cơ xương khớp giải phẫu cơ thể người để mà 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 uh, xác định ra các cái vấn đề bệnh lý ở trong cơ thể và phát hiện ra các cái mối liên quan giữa các đặc trưng sinh lý và bệnh lý của cơ thể, mối liên quan giữa cột sống và sức khỏe. Bởi vậy cho nên là khi mà cái cột sống mà không khỏe thì sức khỏe cũng có vấn đề. Và khi mà cột sống khỏe có nghĩa là cơ thể khỏe mạnh. Và bình thường thì 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 một người mà khi mà có cái sức khỏe mà không không có tốt á thì nó cũng biểu hiện ở trên cuộc sống những cái điểm nó báo rằng là à, cái này là cái gan chưa tốt, cái này là cái thận chưa tốt, cái này là cái uh, uh, nội tiết chưa tốt, cái này là uh, cái uh, tuần hoàn chưa tốt, cái này là cái chức năng bài tiết chưa tốt thì nó biểu hiện hết lên cái trục của cột sống. Uh, thì uh, cho nên là người ta gọi là là cột sống mà, dựa vào đấy để sống nên là khi mà tìm được cái mối liên quan giữa các đặc trưng sinh lý và bệnh lý của cơ thể đó thì uh, liên quan đến uh, giữa sức khỏe và cuộc sống uh, của con người thì chính là cái mà cơ sở lý luận dựa trên cái thực tiễn kinh nghiệm thực tiễn có nghĩa là 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 thực nghiệm ở trên cách điều trị rồi dựa vào uh, cái lý luận của y học cổ truyền và cái kiến thức y học hiện đại để xây dựng nên cái cái, cái cái cơ sở uh, nghiên cứu và lý luận cái phương pháp này nó có cơ sở khoa học chứ không chỉ là kinh nghiệm thực tiễn hay là kinh nghiệm dân gian mà nó có cơ sở cả về y học cổ truyền có cơ sở về cả về y học hiện đại thì đây là một cái phương pháp uh, nó đầy đủ được cả ba cái gốc đấy là thực tiễn ứng dụng uh, để chứng minh và theo cái cái chứng minh đấy À, chứng minh theo cả hai cái nền y học Đấy là y học cổ truyền Và y học hiện đại à, Thì nó có cơ sở khoa học à, Và đối với tác động cuộc sống Thì à, Coi con người à, Coi cơ thể con người Là một kiệt tác của tạo hóa Kiệt tác của tạo hóa à, Kiệt tác của tạo hóa Cho nên là khi mà Sử dụng các cái thủ thuật Vào cái kiệt tác này á, Thì đòi hỏi con người Ờ à, cái bàn tay ấy, nó phải linh có cái cảm nhận tốt, có cái sự yêu thương, có cái những cái tinh thần uh, yêu thương con người và uh, kiệt tác của tạo hóa mà cho nên là chúng ta không thể uh, làm những cái uh, những cái thao tác mạnh như là những cái uh, cầm cái dùi và hay cầm cái máy rung vào đấy được, Đó, mà phải sử dụng hoàn toàn bằng cái nhu thuật mềm mại của các cái đầu ngón tay để mà tác động à. và khi mà coi cơ thể con người là kiệt tác tạo hóa thì cơ thể con người cũng chính là cái cỗ máy sinh học đồng bộ à, đồng bộ cơ thể con người là một cỗ máy sinh học đồng bộ à, các hoạt động bình thường của nó chuyển hóa rồi đào thải rồi thay mới tế bào rồi là các cái công năng về bài tiết tiết niệu thứ nó rất là đồng bộ với nhau không có bộ phận nào không liên quan đến nhau À, và chúng ta không tách rời không tách rời cái phương pháp này không tách rời ra là à, à cái cái loại bệnh nào thì chỉ xử lý cái loại bệnh đó mà làm một cách tổng thể hơn bởi vì coi cơ thể là một cái cỗ máy sinh học đồng bộ. Nó có một cái cấu trúc nó hoàn chỉnh với nhau, nó liên quan, nó mật thiết, nó chặt chẽ với nhau. Nó chặt chẽ với nhau giữa bộ phận này với bộ phận kia à, chứ không có tách rời nó là đó. thì khi mà coi cái cỗ máy đồng bộ như vậy thì chúng ta sẽ sẽ sử dụng đôi tay thế nào để chúng ta tìm hiểu về cơ thể một cách thấu thiệt nhất để mà mà thấy rằng là nó không có cái gì là thừa nó không có gì là không liên quan đến nhau kể cả đối với sức khỏe thì người ta cũng có tổ chức y tế thế giới cũng định nghĩa rằng là sức khỏe không sức khỏe khỏe bao gồm là gì ạ cơ thể có nghĩa là 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 thể chất, đúng không? tinh thần và xã hội, có nghĩa là nó bao gồm được ba cái yếu tố nó tạo nên một sức khỏe của con người không chỉ là là cơ thể không có bệnh, đúng không? mà tinh thần cần phải được bình an thoải mái và hài hòa với tất cả các mối quan hệ à, thì đấy mới gọi là sức khỏe, à, đấy mới gọi là sức khỏe à, sức khỏe là một cái cái, cái cái trạng thái thoải mái về về thể chất về tinh thần và về xã hội. À, thì uh, khi mà chăm sóc bằng tác động của sống á, thì yêu cầu là cái sự nhu thuật, cái sự mềm mại, cái sự ấm áp của đôi tay, đúng không? Và thủ thuật thì phải linh hoạt và uh, mềm dẻo chứ không cứng nhắc như là các phương pháp uh, mà sử dụng lực, phương pháp tác động sống là, là nhẹ nhàng để kích hoạt vào từng cái 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 vùng cơ từng cái cái tiết đoạn thần kinh à, đặc biệt là chúng ta tác động vào phần phần cơ là chính, cơ ở trên cuộc sống, ở cạnh sống là chính chứ không có tác động mạnh vào xương như là các phương pháp nắn chỉnh. À, thì đấy là cái à, cơ thể con người là cỗ máy sinh học đồng bộ. Và cái cỗ máy sinh học đồng bộ này được hệ thần kinh nó thực hiện uh, thống nhất giữa cái môi trường ở bên ngoài của cơ thể và điều phối các hoạt động uh, đều điều phối tất cả các hoạt động ở các cái cơ quan nội tạng hay cơ, cơ quan bên trong của cơ thể là do hệ thần kinh nó điều điều tiết điều phối uh, nó cân bằng giữa cái bên ngoài và bên trong uh, cho nên là, là tác động cuộc sống là kích hoạt các cái đầu mút thần kinh dọc theo cái cuộc sống tùy theo từng cái phân đoạn nào từng cái đoạn tủy nào mà nó có chi phối ở đoạn nào thì khi đấy thì sẽ dùng dùng tay để mà tìm về các cái rối loạn ở trên 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 hệ cuộc sống ở trên trên lưng đó, đúng không? để mà để mà mà tìm thấy những sự biến đổi đấy rồi bắt đầu thì mới 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 tác động vào và có những cái cách tác động riêng cho từng cái loại vấn đề một ví dụ như là cái bệnh thần kinh và thể dịch để tác động ở cái lực như thế nào là đúng À, cái bệnh về vận động thì tác động như thế nào là đúng và các cái bệnh về chức năng nội tạng thì tìm ở cái vùng nào và tác động ra làm sao nó đúng thì đây là cái à, mới gọi là tác động hệ thần kinh à, tác động hệ thần kinh để cho cơ thể tự điều chỉnh có nghĩa là để tác động vào thì cơ thể nó nhận được tín hiệu nó dẫn truyền lên não thế nào nó điều tiết làm sao theo cung phản xạ thế nào Chúng ta sẽ dần dần, chúng ta sẽ tìm hiểu nha cả nhà. Ừ. Thì trên cái cơ sở lý luận, thì tác động cuộc sống đối với lại cả Đông và Tây Y, người ta gọi là ở trên cột sống, cái trục của cột sống, cái xương sống, người ta gọi là cột sống. Cột sống là trụ cột chính của cơ thể. Mà tại sao người ta gọi là cột, đúng không ạ? Cột sống. Thì đấy là cái trụ cột chính cơ thể. Và theo giải phẫu thần kinh, nhé, theo giải phẫu học, đó, thì, cột sống thì nơi mà chứa đựng bảo vệ và chứa đựng cái hệ thần kinh trung ương từ não mà mà xuống tủy sống để mà từ cái tủy sống thì các cái tiết đoạn thần kinh đi ra chi phối các cái hoạt động chức năng ở trong cơ thể và hệ thần kinh thì chỉ huy mọi hoạt động chức năng ở trong cơ thể rồi cột sống còn nối liền với lại các cái vùng cơ xương khác À, rồi nối liền với lại à, lại lại cái phần đầu có nghĩa là nâng đỡ cho cái hộp sọ à, nâng đỡ hộp sọ và tham gia cấu thành các cái khoang xương ở trong cơ thể để bảo vệ các cái bộ phận chức năng ở trong cơ thể như là lồng ngực chẳng hạn thì liên kết với xương sườn đúng không? để mà bảo vệ các cơ quan như là phổi như là gan như là các cái bộ phận ở trong cơ thể như là hệ tiêu hóa đúng không ạ rồi khung chậu thì bảo vệ cho các cơ quan ở bên dưới ngang mức nó như là hệ, hệ sinh sản, hệ uh, bài tiết, vân uh, vân thì nó tạo ra cái quang xương để bảo vệ. Ngoài ra thì nó là một cái cột xương mà nó tham gia rất nhiều hỗ trợ cho cái vận động và nó chịu tải trọng của tất cả các cái uh, khi mà trọng lượng cơ thể rồi uh, vận động hay thể thao hay là mang vác hay là hoạt động về lao động uh, thì nó là nơi mà chịu tải trọng và kết nối uh, giữa các cái sự cột sống và và các cái cơ xương khác uh, cột sống thì là xương trục Thế còn các cái xương tay xương chân uh, hay là gọi là chi trên chi dưới thì nó là các cái uh, trong y học gọi là xương treo uh, xương cột sống là xương trục còn các cái xương mà đi uh, chi chi trên chi dưới gọi là xương treo và nó tạo ra các cái từ cột sống thì hệ thần kinh thì nó chi phối, nó dẫn truyền và nó chi phối, nó tham gia vào các vận động hay là các hoạt động uh, của con người. Từ cái cái hoạt động vi tế nhất là uyển chuyển nhẹ nhàng rồi đến hoạt động có cường độ cao tham gia vào tất cả các cái các cái vận động, ngoài cái vận động cái cái hoạt động của chức năng nội tạng thì tham gia vào các cái hoạt động của 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 vận động uh, như là thể thao như là uh, nhiều các hoạt động thở, thường ngày khác đúng không? À, ừ. như là giáo sư bác sĩ đỗ xuân hợp là người à, bác sĩ giáo sư rất là nổi tiếng của việt nam tại pháp thì có nói rằng là não và tùy sống là hệ thần kinh mà điều tiết tất cả hoạt động tất cả mọi hoạt động của cơ thể một mặt thì nó làm cho các bộ phận ở trong cơ thể thống nhất với nhau nó thống nhất nó đồng bộ với nhau một mặt thì nó làm cho cơ thể thống nhất với ngoại cảnh bên ngoài như là thiên nhiên xã hội mà chỗ mà 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 cơ thể của chúng ta dựa vào đấy để mà sống thì nói về tủy sống thì tùy sống nằm ở trong trong cột trong trong các xương cột sống các cái xương mà xếp chồng lên nhau nó tạo ra một cái ống cái ống gọi là ống sống để mà chứa tủy sống chính là chứa hệ thần kinh thì chúng ta sẽ được tìm hiểu về giải phẫu của cột sống giấy cổ phẩu của cơ xương khớp ở trên cuộc sống thì chúng ta sẽ làm rõ là à, thì chúng ta hình dung được à cơ thể của chúng ta à, nó có một cái cột gọi là cột sống và cái cột sống nó chứa tủy sống như thế nào và dây thần kinh nó đi ra như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong suốt cái lộ trình này để khi mà chúng ta hiểu về cột sống ấy, thì chúng ta biết cách bảo vệ nó à, khi chúng ta biết cách bảo vệ nó rồi chúng ta biết chăm sóc nó rồi chúng ta khi mà nó có bất ổn về sức khỏe mà liên quan nó biểu hiện ở trên cuộc sống từng vùng đó thì chúng ta sẽ biết cách chúng ta giải tỏa nó à, chúng ta à, giúp cho cơ thể của chúng ta à, là cái bác sĩ tốt nhất để mà tự điều chỉnh cho nó tự điều chỉnh cho nó và người thầy thuốc tác động sống không phải là người thầy chữa mà là người thầy dùng cái phương pháp dùng cái cách thức để mà tác động ở trên cuộc sống để cơ thể người bệnh tự chữa tự chữa có nghĩa là phát huy cái cơ chế tự chữa lành của cơ thể. À, chứ không phải là người thầy chữa mà người thầy chỉ à, cái người biết về công cụ này thì chỉ có hỗ trợ à, để cho cơ thể nhận diện ra và cơ thể tự điều chỉnh. chứ chúng ta không đưa bất kể cái gì vào và chúng ta cũng không làm à, cũng không bấm huyệt cũng không cũng không phải là tác động những cái cái lực hay là những cái 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 cường độ hay là dùng cái ngoại lực vào để tác động về trên cuộc sống thì đấy là cái phát huy cái cơ chế tự chữa lành của cơ thể bằng cách là tác động rất là nhẹ nhàng à, nói về tác động cuộc sống hay là nói về bệnh uh, liên quan ở trên cuộc sống ấy, thì thường chúng ta nghĩ rằng là à, ở trên cuộc sống là nói về tác động cuộc sống là chỉ chữa các cái bệnh về về đau cuộc sống như là thoát vị để đệm như là thoái hóa đốt sống lưng đốt sống cổ hay là do một cái chấn thương gì đó mà ảnh hưởng hay là do co cơ dọc cạnh à, dọc cái cuộc sống và tác động sống là chỉ có xử lý vấn đề của cuộc sống nhưng mà nó không phải vậy tác động sống còn có khả năng chữa được rất nhiều các cái chứng bệnh khác nhau thuộc các cái hệ cơ quan trong cơ thể như là tuần hoàn như là hô hấp như là tiêu hóa như là tiết niệu vân à, vân và nó còn có khả năng là là xử lý được các vấn đề à, cả về một phần về 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 tâm bệnh về tâm bệnh có nghĩa là rối loạn bởi vì cơ thể là gì là một cỗ máy sinh học đồng bộ cho nên giữa thân và à, và tâm nó có một cái sự kết nối nó cái này nó tác động cái kia cái kia nó tác động đến cái này giữa cái bên ngoài nó tác động cái bên trong cái bên trong nó tác động bên ngoài và đó là những cái nguyên nhân gây bệnh cho nên là khi mà nói về cuộc sống á thì uh, cụ tổ ngành y của thế giới là ngài Hippocrates uh, có thể được gọi là uh, cái người uh, tổ về nghề y của thế giới thời Hy Lạp cổ đại ấy, thì có nói rằng khi mà mà xem bệnh ấy, hay là hãy xem kỹ cuộc sống để mà tìm về nguyên nhân gây bệnh để chúng ta biết rằng là à cái cuộc sống nó có cái tầm quan trọng như thế nào ở À, đối với sức khỏe con người. À, hãy xem kỹ cuộc sống để tìm về nguyên nhân gây bệnh. À. Vậy thì cái phương pháp tác động cuộc sống Việt Nam ở à, cái ngày đó thì cụ Nguyễn Tham Tán cũng chưa có được cái chưa có cái 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 điều kiện để mà tìm hiểu về về các cái tri thức của nhân loại. Bởi vì ở một vùng quê xã Hoàng Xá huyện Thanh thủy tỉnh Phú Thọ là một vùng quê trung du cũng nghèo nàn như những vùng quê khác cái thời bây giờ và làm gì có điều kiện để mà tiếp cận với lại là y học tiếp cận với lại những cái nền tảng y học hiện đại hay là các cái trí thức của nhân loại nhưng mà cụ tìm tòi và phát hiện ra à, và cũng rất gần với lại những cái những cái uh, những cái, cái 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 phát hiện ở cái uh, thì cái người gọi là y học thời cổ đại cũng à, tìm về cuộc sống để chữa bệnh, tìm về nguyên nhân à, ở trên cuộc sống, à, tìm về các cái biến đổi ở trên cuộc sống để xác định được bệnh lý và phát hiện ra được là cơ thể có bệnh lý thì biểu hiện ở trên cuộc sống có những cái điểm bất thường. À, thì đấy là cái à, cái câu nói à, về của những vị tổ y của của nhân loại thì đây là một cái mô phỏng về thần kinh cuộc sống mà nó có chỉ huy đến tất cả các cái cơ quan đặc biệt là các cơ quan nội tạng thì đây là những cái điểm mà cả nhà chúng ta đang thấy những cái sung thần kinh chạy màu xanh này thì ở trên cơ thể mỗi một giây có hàng triệu các cái sung thần kinh khác nhau mà cho đến nay các nhà khoa học còn chưa tìm hiểu hết được các sung thần kinh đấy uh, nó 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 dẫn truyền để làm gì uh, nó nó điều tiết cái gì và tại sao mỗi một giây nó ra rất nhiều các sung thần kinh uh, như vậy thì trong cái tùy sống của, của người thảo bộ này nó đi xuống là nó hệ thần kinh uh, trung ương là đi từ não xuống tùy dọc với cuộc sống uh, thì uh, bắt đầu là nó chỉ huy cho các cái hoạt động vận động này, nó chỉ huy cho các hoạt động của tạng phủ của, của con người. Đây là chúng ta đang nhìn thấy cái những cái thần kinh cuộc sống nó chỉ huy cho gì ạ? mắt mũi, đúng không tai, hầu họng đến chức năng của tim, của phổi, của gan, của tỳ, của thận, đúng không của dạ dày, đúng không? rồi của hệ thống tiêu hóa ruột non ruột già, rồi hệ thống sinh dục. À, rồi gần như là các cái sung thần kinh này vậy thì khi mà trên cơ thể có bệnh lý biểu hiện rối loạn thì nó biểu hiện ở trên cái cái đoạn cái phân đoạn hay là cái đoạn tủy liên quan đến đốt sống à, thì nó chỉ huy các các cái cái hoạt động thì khi mà nó biểu hiện như vậy thì tác động cuộc sống là chúng ta tìm tìm thấy được những cái 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 sự khác thường ví dụ như lớp cơ thì nó 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 hình thù nó như nào nhiệt độ ở trên vùng đấy như nào và khi mà dây ấn vào thì có cảm giác làm sao Đó. thì đấy là cái những cái mà hệ thần kinh nó chỉ huy cho các cơ quan tạng phủ Đó. và khi mà cái xương này cái xương cột sống này mà có vấn đề này các cái địa đệm thì cột sống này có vấn đề này đúng không ạ? thì nó có tác động lên các cái dây rễ thần kinh Đó. nó làm xẹp nó làm lún nó làm hẹp đúng không ạ và nó tác động đến các cái hệ xương nó làm cho thoái hóa các cái đốt xương nó, làm cho chèn ép các cái dây rễ thần kinh nó, nó làm cho biến đổi cái đường cong sinh lý hay đường thẳng sinh lý của cuộc sống và các cái tiết đoạn thần kinh này nó bị nó bị tác động và nó ảnh hưởng đến sự dẫn truyền ảnh hưởng đến sự điều tiết của cơ thể ảnh hưởng đến cái hệ thần kinh này là hệ chỉ huy mà và khi mà nó có những cái biến đổi nó có tác động lên hệ thần kinh thì nó sẽ À, nó sẽ làm cho cái cái mức độ chỉ huy à, điều tiết các cái chức năng như là dinh dưỡng như là vận động hay là à, các cái chức năng khác à, của cơ thể nó bị ảnh hưởng đó. và từ đó là các cái nguyên nhân à, gây nên các cái loại bệnh à, nguyên nhân gây nên các loại bệnh thì à, à, trong đó thì cũng rất là nhiều các cái câu nói nổi tiếng mà chúng ta có thể tìm hiểu ở trên mạng chúng ta thấy rằng cột sống có những câu nói là của ngài Samphusi là một bác sĩ người Pháp một bác sĩ mà tiên phong đi đầu ở trong các cái uh, trong cái 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 phương pháp chữa bệnh tự nhiên chữa lành uh, thì của người uh, ông ấy có nói rằng là cột sống là chìa khóa của sự sống từ đó mà dây thần kinh giao cảm đi ra chỉ huy mọi hoạt động của các chức năng nội tạng như chúng ta vừa thấy ở cái biểu đồ về thần kinh cuộc sống liên quan đến tạng à, thì đây là những cái cơ sở mà làm rõ thêm cho cái việc tác động ở trên cuộc sống mà mà có thể điều trị được bệnh à, mà có thể điều trị được bệnh à. và trên cái cơ sở của thần kinh nhé của thần kinh và phản xạ học thần kinh ấy, thì chúng ta thấy được cái những cái những cái cái đường dẫn truyền hướng tâm và ly tâm khi mà có tác động ở trên cuộc sống ấy. thì nó có những cái này và khi mà chúng ta ứng dụng ở trong điều trị tác động sống có nghĩa là khi chúng ta kích thích vào từng cái điểm ấy, thì nó sẽ dẫn truyền hướng tâm là đi qua tủy sống mà lên Trung ương thần kinh và khi Trung ương thần kinh nhận được cái tín hiệu kích thích ấy, thì trung ương thần kinh sẽ phân tích là cần điều tiết cái gì, cần điều tiết cái 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 loại dược nào của cơ thể có nghĩa là khai thác cái nguồn dược nội sinh cái tự cơ thể chúng ta đã có đầy đủ tất cả các cái kháng thể, kháng sinh và các cái dược nội sinh mà thay thế cho thuốc được các nhà. Thì đây là những cái kích thích thần kinh để mà nó phát huy cái cơ chế tự chữa lành cũng chính là theo cái cung phản xạ thần kinh. Ví dụ ở trên hình này thì cả nhà chúng ta đang thấy là gì ạ? Là một cái ngọn nến này và một cái tay khi mà chúng ta à, cái tay cái mặt da tay thì chúng ta gọi là cơ quan cơ quan xúc giác đúng không? cơ quan xúc giác có nghĩa là nó tiếp cận với lại cái 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 đối tượng nóng à, có nghĩa là lửa nóng. đúng không ạ thì khi đấy cái mặt da nó tiếp xúc cũng là ở trên đầu ngón tay sẽ có các cái các cái điểm thần kinh có những cái 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 neuron thần kinh mà nó tiếp nhận các cái tín hiệu à, tín hiệu và khi nóng á, thì nó sẽ dẫn truyền một cái đường à, dẫn truyền gọi là đường hướng tâm hay là các dẫn truyền một cái sung thần kinh hướng tâm về đi qua tủy sống mà lên trung ương thần kinh à và khi mà dẫn truyền lên trung ương thần kinh ấy, thì trung ương thần kinh sẽ đưa một cái tín hiệu là ở đây nóng thì phải xử lý thế nào có nghĩa là nó sẽ đáp ứng được lại bằng cách gì ạ à? cái tay chúng ta phải giật uh, ra khỏi cái vùng mà mà đang có nhiệt đúng không ạ thì uh, với một cái cơ chế của phản xạ ngay tùy sống có nghĩa là phản xạ theo cái sợi trục của neuron hướng tâm ạ À, khi mà nó đi vào tủy sống thì nó mà có trong cái trường hợp mà liên quan đến sinh tồn ảnh hưởng xấu đến cơ thể thì ngay lập tức nó có một cái tua ngắn hoặc là cái thân nơ chúng ta có thể gọi là thân neuron thần kinh trung gian nó đóng ngay cái snap thần kinh lại đây và nó khi mà nó đóng snap thần kinh thì nó sẽ có một cái đường dẫn truyền ly tâm từ tủy sống mà nó ra cái cơ ở bên ngoài này thì ngay lập tức chúng ta co cái cơ lại, giật cái tay ra khỏi cái vùng mà mà nóng, đúng không ạ? và khi mà giật ra rồi ấy, thì cái chỗ cái thụ cảm thần kinh về cảm giác uh, đau hay cảm giác nóng này, này ở cái phần mặt da này nó sẽ đưa một tín hiệu tiếp liên tục có những tín hiệu sung thần kinh đi qua tủy sống về não, về trung ương thần kinh thì khi này thì ở chỗ này vẫn còn báo nóng thì bắt đầu nó dẫn truyền thẳng đi qua tủy sống lên trung ương thần kinh và não nó sẽ phân tích là à, nóng thì giải quyết cái nóng hay như thế nào thì não ra một cái lệnh hướng tâm để đưa ra cái vùng này cái vùng đáp ứng này bằng là huy động tất cả các phần tử nước ở cái khu vực mà bị uh, có nhiệt độ có cháy này thì uh, để nó đưa cái cái phần tử nước về đây để làm mát cho tế bào để bảo vệ tế bào thì chúng ta sẽ thấy cái vùng mà mà bị bỏng đó thì nó sẽ phồng lên đúng không ạ chúng ta sẽ thấy cái vùng bỏng nó phồng lên thì chính là cơ thể là nó đưa tín hiệu khi mà bị bị nhiệt bị nóng đưa tín hiệu về trung ương thần kinh thì ngay lập tức là à, qua tủy sống thì có một cái cái thân neuron trung gian hay là cái tua ngắn nó kết nối ngay bởi vì sinh tồn thì nó làm cho cơ cơ cái phần cơ tay giật ra khỏi cái vùng nóng và sau khi đấy sau khi mà cái vùng nóng được ra khỏi vùng nóng rồi thì trên cái cảm thụ thần kinh nó vẫn báo là rát nóng và nhiệt thì nó thần kinh trung ương à, nó lại đưa tín hiệu thần kinh trung ương liên tục như thế thần kinh trung ương lại à, ra tín hiệu đáp ứng lại là huy động các cái phần tử nước để bảo vệ cho tế bào cho nên cái tay chúng ta sẽ phồng lên đấy là cái cơ chế mà nó bảo vệ tế bào. Và nếu mà tay chúng ta lại nhanh hơn, nhanh hơn cả cái cái phản ứng khác thì dùng cái ý thức, chúng ta à nóng thì chúng ta có thể đưa cái tay vào cái vùng mát hơn, ví dụ đưa lên tai này hay là đưa vào cái vùng đá cái đá đá lạnh chẳng hạn. Thì nó lại nhận được cái tín hiệu là à cái chỗ khu vực này là mát rồi. Nó lại đưa một tín hiệu về trung ương thần kinh đi qua tủy sống lên trung ương thần kinh thì thì báo cho não biết rằng là à, Chủ khu vực này mát rồi thì não ngay lập tức là đưa tín hiệu là chặn lại không cần dùng nước về đấy để chữa cháy nữa thì tay chúng ta sẽ sẽ sao nó sẽ không phồng lên cái nhà hình dung được cái cơ chế thần kinh không ạ à, có nghĩa là nó liên tục báo khi mà có cái cảm thụ thần kinh à, khi mà có cảm thụ hay khi mà có cái kích thích của các cái đối tượng Thế thì khi mà chúng ta tìm được với cái cơ chế của tác động của cuộc sống ấy, khi mà có bệnh thì nó biểu hiện ở trên cuộc sống những cái điểm. Nhưng mà rất tiếc rằng cái điểm đấy chúng ta bằng ý thức không biết được. Bằng ý thức cái người bệnh không biết được cái mình có cái những cái điểm đau, những cái điểm kích hoạt như vậy, những cái điểm mà nó đang biến đổi như vậy. À, vì vậy khi mà mà cái quá trình dân gian là cạo gió rồi phát hiện những cái sần đấy sần đỏ rồi dây dây vào những cái điểm đấy thì tự nhiên là thấy dễ chịu và thấy bệnh nó thuyên giảm ấy. thì chỉ biết là như vậy thôi nhưng mà khi mà chiếu với lại vậy lại khoa học là cái 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 cung phản xạ thần kinh hay là cái đường phản xạ thần kinh ấy, thì 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 mới biết được là à trên uh, dựa vào tác động sống để tìm ra những cái điểm rối loạn như thế hay là còn gọi là trọng điểm á. Thì tác động các kích thích, kích thích, kích thích thần kinh vào các cái điểm đấy cũng tạo ra các xung thần kinh như thế. Thì bắt đầu cơ thể nó cũng tạo ra các đường dẫn chuyển hướng tâm và ly tâm thế. Và não bắt đầu nó điều tiết để nó đáp ứng lại cái vùng mà đang có cái biểu hiện về bệnh lý. À, có các biểu hiện về bệnh lý. Thì à, đấy là cái cơ chế mà, mà chữa bệnh của tác động cuộc sống. Và đi theo một cái cơ chế là phản xạ thần kinh có kích thích là có đáp ứng có nghĩa là tìm được cái điểm kích hoạt uh, hay là tìm được cái trọng điểm liên quan đến bệnh lý ở trên cuộc sống mà đặc biệt là cái điểm này người cái người bệnh không có biết mà chỉ khi người thầy thuốc dùng cái 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 tay mà già ở trên cái vùng cuộc sống ấy, thì sẽ thấy được cái sự biến đổi khác thường thì uh, những cái biến đổi về nhiệt độ về về cảm giác về về lớp cơ ấy thì tác động nhu thuật kích thích vào đấy thì khi đấy người bệnh mới thấy là a à, tại sao ở trên trên vùng cuộc sống của mình lại có những cái điểm mà gây đau như vậy à, nhưng mà nó có một cái khác biệt là cái đau đấy rất là dễ chịu chứ không phải đau mà 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 khó chịu đấy là những cái điểm kích hoạt mà bằng cái thần kinh à, ý thức là chúng ta không biết được ở trên lưng chúng ta có những cái điểm như vậy cái người bệnh không biết được và chỉ có người thầy thuốc có nghĩa là cái cái phương pháp này phát hiện ra cái điều này phát hiện ra à ở trên cơ thể của bệnh là có những cái điểm như vậy và tìm ra và kích thích kích thích giống như đánh thức cái hệ thần kinh chỉ cho não bộ biết rằng ở khu vực đấy nó đang có cái sự tắc nghẽn nó đang có cái nó đang có cái 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 cái, cái sự bế tắc gì đó đúng không? hay là có cái biểu hiện bất thường nào đó thì chính là chúng ta tìm cái phương pháp này tìm ra được những cái điểm đó và đây cũng là cái đặc biệt của cái phương pháp này chính là tìm được những cái điểm đó để mà kích hoạt vào đó để phát huy cơ chế tự chữa lành nhưng mà chiếu theo cái y học hiện đại là chiếu chiếu theo gì ạ? cung phản xạ thần kinh thì 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 đấy là cái cơ chế chữa lành bằng cái cung phản xạ thần kinh đúng không ạ đấy là cái và khi mà cung phản xạ thần kinh này thì nó đảm bảo năm cái yếu tố cái thứ nhất là cái bộ phận cảm nhận có nghĩa là cái cái thần kinh mà cái khu vực ở trên cuộc sống này, này nó phải chúng ta phải tác động được những cái điểm mà để cho cái cái vùng xúc giác này có những cái cảm thụ về thần kinh có cảm thụ về thần kinh à. cái thứ hai là cái đường truyền về có nghĩa là cái đường cái đường mà tại cái vùng mà chúng ta kích thích này nó nó có những cái tín hiệu để đi qua trung ương đi qua tủy sống từ dây thần kinh ở ngoại biên mà đi vào cái tủy sống và đưa cái tín hiệu thần kinh đến trung ương, đấy là gọi là đường truyền về. À, đường truyền về. Còn nếu mà chúng ta tác động mà không có kích thích được vào cái điểm đó thì cái đường truyền, truyền về nó không có truyền tín hiệu báo hiệu là bệnh lý hay báo hiệu về bất ổn thì não nó không có điều tiết. À, mà nó chúng ta phải tìm được cái điểm để kích hoạt vào đấy để cho cái nó nhận được cái tín hiệu từ cái cái thụ cảm thần kinh nó báo được về não. Còn nếu mà uh, tác động mà không có gì giống như massage thì nó chỉ là thư giãn thôi chứ nó không có cơ chế tự chữa lành. Uh, và chúng ta chữa lành là chữa lành bằng tìm được những cái điểm thụ cảm thần kinh hoặc là cái 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 nơi mà nó nó hội tụ cái cái điểm bệnh bệnh lý trên cuộc sống để mà chúng ta tác động thì nó mới có dẫn truyền về có nghĩa là báo lên lên trung ương thần kinh là cái nơi đó những cái tiết đoạn thần kinh đó những cái bộ phận đó ở trên cơ thể những cơ quan nội tạng đó trên cơ thể nó đang có cái sự bất ổn vậy là chúng ta tìm được là chúng ta kích thích được kích thích thì có đáp ứng cho nên khi mà kích thích vào thì não sẽ nhận diện được tín hiệu là à, thiếu cái chất gì ở trong cơ thể những cái cơ quan nội tạng hay là cơ quan vận động nào nó đang bị chèn ép cái gì nó đang cần điều tiết cái gì thì não nó sẽ sẽ biết được huy động những cái hormone những cái nội tiết tố những cái hormone nội sinh những cái hệ thần kinh hay thể dịch hay là những cái điều tiết về dinh dưỡng đúng không? để mà đáp ứng lại khu vực đó có nghĩa là nó sẽ giải quyết bằng cái dược của chính nó để điều tiết cho nó thì nó có một cái điều khác biệt đấy là Não nó làm việc và cơ thể tự chữa lành chính là là thần kinh trung ương nó điều tiết các bộ phận chức năng ở trong cơ thể và cái thứ ba sau khi có cái đường truyền về rồi là nó đến trung ương thần kinh có nghĩa là đến não và từ não thì sẽ phân tích tất cả các dữ liệu là cái rối loạn gì cái cảm xúc cái cảm cái cảm giác gì cái điểm kích hoạt đấy là tại sao thì não bắt đầu đưa một cái đường hướng ra, có nghĩa là ly tâm sang cái chỗ đáp ứng. À, ví dụ như là nó phân tích là à chỗ này là liên quan đến gan, chỗ này liên quan đến thận, chỗ này liên quan đến cơ, chỗ này liên quan đến những cái rối loạn về 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 điều tiết về dinh dưỡng, về hormone hay là về một cái thành phần nào đó cần thiết để để là nó 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 chữa lành, có nghĩa là nó để nó bù đắp cho những cái thiếu hụt đó. Nếu mà là bệnh lý do thiếu hụt hay bệnh lý do tổn thương thì nó sẽ điều tiết những cái kháng thể, những cái những cái cái cái, cái dinh dưỡng hay là những cái những cái điều tiết vân vân nào đó để mà xử lý cho cái vấn đề của nó. Và thì đấy là cái đường truyền ra chính là cái đường cái đường truyền ra để đến cái cơ quan đáp ứng chính là cái mục số 5 là đến cơ quan đáp ứng có nghĩa là kích thích chính là cái bộ phận cảm nhận à, khi mà cảm nhận được cái kích thích đấy rồi thì nó sẽ đi qua cái đường truyền về trung ương thần kinh đi qua thủy sống và khi mà về trung ương thần kinh rồi thì trung ương thần kinh sẽ có nhiệm vụ là điều tiết để hướng dẫn để để dẫn truyền cái đường truyền ra à, cần cái gì thì nó sẽ đưa ra đưa ra đến cơ quan đáp ứng thì đây là cái năm để tạo thành một cung phản xạ thì nó phải có năm cái phần này nếu mà một trong năm phần này mà không còn nó đứt đường ấy có nghĩa là nó không nó không có kết nối được ấy, thì không thành một cung phản xạ và khi không thành một cung phản xạ thì không thành một cái cung đáp ứng và nó không có cơ chế chữa lành cho nên là đối với tác động sống là chúng ta phải tìm uh, sau này chúng ta sẽ có thủ thuật để tìm bằng được những cái điểm rối loạn ở trên cuộc sống để kích thích và để tạo thành một cung phản xạ thì mới có thể chữa lành cơ thể nó mới có thể phát huy cái chữa lành và rất là nhiều người là dây dây mà không được bảo ừ, là cũng dây như thế cũng ấy như thế và cũng học ở trên mạng học ở trên mạng cả nhìn ở trên mạng họ có những cái video họ quay họ làm như thế xong rồi cũng dựa vào đấy để làm làm giống như thế nhưng không được nhưng mà không biết rằng ở dưới cái tay của họ làm ấy, thì nó sẽ có họ tìm đã tìm được cái những cái điểm đó trước rồi. Rồi sau rồi họ mới kích thích. À, thì nó mới có 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 phản xạ nó có cảm nhận có đường truyền truyền uh, hướng tâm có đường truyền hướng uh, ly tâm rồi đến cơ quan đáp ứng thì nó mới có thể chữa lành được. À. đấy là cái về cái cơ chế thì cái này chúng ta phải nắm được cái cơ chế này để sau là chúng ta tác động thì chúng ta biết là chúng ta tác động vào đâu tại sao tác động vào đấy mà nó có thể khỏi được bệnh và tại sao tác động vào đấy mà không thấy gì không thấy nó chuyển biến gì thì lưu ý là phải tìm được những cái điểm mà để cho nó phát huy được cái cung phản xạ cung phản xạ thần kinh để phát huy cái cung phản xạ thần kinh thì nó mới mới điều tiết được và nếu mà chỉ tác động mà nó không đúng cái điểm mà cần tác động à, thì thì nó không có hiệu quả và chỉ thấy là dễ chịu thôi chứ nó các bệnh lý nó không hết à, không hết được bệnh và phương pháp bắt đầu cuộc sống thì phát hiện ra à, bệnh tật của con người đều có mối liên quan mật thiết đến sự biến đổi của các đặc trưng trị ở trên hệ cuộc sống và từ cái cái chỗ mà đúc kết như vậy thì cụ Nguyễn Tham Tán đã tìm ra bốn cái đặc trưng cơ bản xuyên suốt ở trong suốt cả cái quá trình thăm khám điều trị à, từ từ thăm khám đến điều trị đến phòng bệnh và đến à, đến những cái tiên lượng về bệnh thì đây là bốn cái đặc trưng cơ bản nhất của phương pháp đầu sống nếu mà những người nào mà không nắm được bốn cái 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 điểm cốt yếu này á thì uh, mất cái phương hướng để mà chăm sóc sức khỏe hay là điều trị à, thì đầu tiên là nắm được về cái đặc trưng của cuộc sống như thế nào là cuộc sống khỏe như thế nào là cuộc sống không khỏe như thế nào là đốt sống đúng đường đường cong và đường thẳng sinh sinh lý như thế nào là cuộc sống đúng đường cong sinh lý như thế nào, là cuộc, sống như thế nào là cuộc sống đúng đường thẳng sinh lý như thế nào là biểu hiện của đốt sống hay của cột sống có bệnh lý thì phải nắm được. Thì đấy là đặc trưng về cột sống. Cái thứ hai là đặc trưng về gân cơ là những cái vùng gân cơ ở trên hệ cột sống, ở trên vùng lưng nó được phân bố như thế nào và khi mà nó bất thường thì nó bất thường ra làm sao? Phát hiện thế nào là cơ bệnh lý, như thế nào là cơ sinh lý. À. Rồi cái đặc trưng thứ ba là đặc trưng về nhiệt độ thì phải biết được là vùng nhiệt độ nào liên quan đến cái chức năng nào ở trong cơ thể, vùng nhiệt độ nào ở trên cột sống mà biểu hiện ra ra là cái cái bệnh lý là có bệnh lý và vùng nhiệt độ thế nào là vùng nhiệt độ sinh lý bình thường thì đấy là dựa vào cái vùng nhiệt độ, cái thứ ba là cái đặc trưng về cảm giác. À, thì phải phân biệt được là thế nào là cảm giác bệnh lý, thế nào là cảm giác do là tác động mà nó gây đau, cảm giác rồi xem cái cảm giác nào là cảm giác khách quan như thế nào là cảm giác chủ quan, cảm giác nào là cảm giác của bệnh khi cơ thể nó có bệnh nó báo về ở vùng cột sống có cái, cái loại cảm giác này mà dựa vào cái thủ thuật bằng tay à, để mà mà biết được nhiệt độ biến đổi, cảm giác biến đổi, gân cơ biến đổi và đốt sống biến đổi. Và khi tìm được tất cả cái biến đổi này là xác định được rằng là ở trên cột sống ở khu vực nào trên cột sống mà có biểu hiện bệnh lý thì đốt sống này thì liên quan đến vùng nào ở trong trong chức năng trong cơ thể thì từ đó thì tác động vào các cái điểm đó thì nó theo cái cung phản xạ đáp ứng và có đáp kích thích thì có đáp ứng. Đúng không? thì thì bắt đầu phát huy cơ chế tự tự chữa lành thì đấy là đây là bốn đặc trưng uh, cực kỳ quan trọng có thể nói là xuyên suốt nếu mà làm tác động cuộc sống chăm sóc sức khỏe mà không nắm được bốn cái đặc trưng này thì chúng ta làm mò có thể là điều trị mò mà tác động mà không thấy hiệu quả gì đúng không? tác động mà có khi còn nhẹ hơn cả mát xa mà mà nó vẫn có kết quả thì mới đúng có nghĩa là sẽ tìm được thì, thì trong cái lộ trình này thì chúng ta nắm được cốt lõi của cái này để rồi khi chúng ta nắm được cốt lõi của cái bốn đặc trưng này cái phát hiện của phương pháp đạo sống này về bệnh tật thì có mối liên quan đến các đặc trưng biến đổi có nghĩa là khi có bệnh thì cuộc sống sẽ biến đổi như nào lớp cơ sẽ biến đổi như nào? thế nào nhiệt độ ở trên cuộc sống sẽ biến đổi đổi thế nào nhiệt độ ở thân thể trên các vùng thân thể sẽ biến đổi thế nào và cảm giác tại cái vùng của cột sống nó có biến đổi như thế nào thì dựa vào bốn yếu tố này thì khi đấy khẳng định rằng là à, cơ thể hay là cái điểm này là điểm bình thường điểm kia là điểm bất thường điểm nào là điểm cần điều trị cần tác động để hỗ trợ à, cần phải cân bằng thì chúng ta mới, mới 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 bắt đầu sử dụng cái cái thủ thuật à, để mà mà điều tiết để mà kích thích để mà tạo ra các cung phản xạ để cơ thể nó nó tự tự điều chỉnh thì đấy là bốn cái đặc trưng cơ bản quan trọng xuyên suốt trong cả cái quá trình thực hiện cái phương pháp này tác động cuộc sống sau khi mà đã tìm hiểu được các cái bốn cái đặc trưng này có liên quan mật thiết đến cái bệnh lý sinh lý bệnh lý cơ thể hay là liên quan đến sức khỏe và bệnh tật đó, thì tác động cuộc sống đã hệ thống hóa cái phương pháp này à, thành những cái uh, hệ thống các cái đặc trưng này trở thành các cái nguyên tắc à, chúng ta sẽ có những cái bộ nguyên tắc nguyên tắc khám là dựa vào những nguyên tắc gì để chúng ta khám bệnh à, từ rồi từ những cái nguyên tắc đấy thì chúng ta có phương thức là cái cách thức tiến hành để xử lý cái vấn đề uh, biến đổi ở trên hệ cuộc sống trên bốn đặc trưng nó ra sao Đúng không? rồi từ cái phương thức thì chúng ta sẽ có những cái thủ thuật gì để mà giải quyết cái vấn đề biến đổi cái hình thái biến đổi có thể nó có rất nhiều cái hình thái biến đổi thì mỗi hình thái chúng ta sẽ sử sử dụng những cái thủ thuật nó khác nhau đó, cái phương thức nó khác nhau và mỗi một cái cái cách thức uh, uh, để mà chẩn thì chúng ta có những cái nguyên tắc gì nguyên tắc trị nguyên tắc chẩn thì nó đều phải sử dụng đúng thì mới có hiệu quả và hiệu quả mới cao à, thì đây là một phương pháp được hệ thống hóa à, các phương thức nguyên tắc một cách hoàn chỉnh có nghĩa là để chúng ta gì ạ? vừa có thể khám được bệnh vừa có thể à, trị được bệnh vừa có thể tiên lượng được bệnh và vừa có thể phòng bệnh được à, thì trong cái lộ trình này chúng ta tập trung vào chủ yếu là à, khám được những cái một số cái vấn đề Uh, cơ bản uh, liên quan đến sức khỏe và đặc biệt lưu ý là chúng ta khám được hay là xác định được để phòng bệnh bởi vì quan điểm với quan điểm là phòng bệnh hơn trị bệnh không phải để đến khi có bệnh rồi chúng ta mới đi chữa mà chúng ta phòng phòng thì rất khó đánh giá về hiệu quả nhưng mà với tác động sống đó bởi vì khi mà phát hiện được những cái rối loạn khi mà chưa biểu hiện ra lâm sàng có nghĩa là có bệnh lý cái thời kỳ ủ bệnh ấy. À. So với thời kỳ mà bệnh Phát bệnh ấy, Thì nó là một cái khoảng thời gian tùy theo Đúng không? Tùy theo Chứ không phải bệnh tự nhiên cái là nó có ngay Mà nó đã có cái thời ủ bệnh rồi Có cái thời kỳ ủ bệnh rồi Cái thời kỳ mà nó Cái cơ thể nó đang suy yếu rồi Và cái thời kỳ phát bệnh là Thời kỳ là giọt nước tràn ly thôi Giọt nước tràn ly Còn cái thời kỳ ủ bệnh trước đấy nữa thì cái phương pháp này là cái phương pháp mà phòng bệnh sớm được. Có nghĩa là gì ạ? Chúng ta phát hiện được cái khi mà nó chưa biểu hiện ra lâm sàng, các chứng đau, các chứng bệnh, thì chúng ta đã biểu hiện, nó đã phát hiện ở trên cuộc sống trước rồi. Có nghĩa là chỗ này là nó báo sớm cho chúng ta. À, những cái điểm mà nó báo sớm cho chúng ta. Có những người là 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 đến khám thì Tân có nói là cẩn thận cái dạ dày bởi vì cái đốt sống T6 t bảy này nó mà lệch phải như này nó biến đổi như này nhiệt độ như này cảm giác như này thì cẩn thận về cái 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 chức năng tiêu hóa đặc biệt là cái dạ dày và cái anh bạn đấy cách đây 4 tháng thì anh bạn anh bạn ấy nói ui giời một ngày em uống vài lít cũng chả sao em chưa bao giờ em bị liên quan không có cảm giác gì đến bệnh dạ dày và không anh anh nói trước là ở khi mà các đốt sống nó biến đổi như này á thì nếu mà mình không cân đối về 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 cái, cái 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 chế độ ăn uống sinh hoạt rồi mọi thứ thì nó sẽ biểu hiện dần dần và nó mới gây bệnh. Đây là đang thời kỳ ủ bệnh mà cơ thể nó báo trước cho chúng ta biết, thì chúng ta sẽ ngăn chặn thay đổi những cái dinh dưỡng rồi cái thói quen sinh hoạt hay là những cái vấn đề mà nó có thể thúc đẩy cái cái con bệnh đấy nó phát triển nhanh hơn thì đây là phát hiện sớm và sau đấy hai tháng rưỡi sau đó, thì bạn ấy nằm ở trong viện bạn có gọi điện ra là anh ám thị em thế nào mà em bị chảy máu dạ dày bị chảy máu dạ dày là khi đã biểu hiện trước đấy rồi và, và thấy những cái sự biểu hiện trên cuộc sống ở cái đốt sống cái tiết đoạn thần kinh đấy nó liên quan đến chức năng về dạ dày đốt sống T5, T6 là T7 những cái đoạn đấy là liên quan đến đến cái chức năng dạ dày cái axit dạ dày nếu mà không không điều chỉnh không thay đổi không phòng không tác động để cơ thể nó điều tiết ấy, thì nó là nguyên nhân nó làm nó thời kỳ ủ bệnh mà cho nên là là có thể nó sẽ gây những cái cái bệnh ở trong tương lai cho nên là phòng bệnh là phòng trong tương lai có nghĩa là phát hiện sớm phát hiện sớm mà không phải là phát hiện bằng bằng máy móc mà phát hiện bằng bằng cơ thể bằng hệ thần kinh nó báo hiệu à, bởi vì khi mà bệnh tật chưa có trong thời kỳ rối loạn thôi nó đã biểu hiện rồi thì đây là cách phòng bệnh rất tốt mà mà tâm nguyện của tấn là muốn muốn nhấn mạnh và muốn đưa sâu cái cái phòng bệnh và để cho mọi người mỗi gia đình mỗi tổ dân phố mỗi một phường xã đều nắm bắt được cái phương pháp để phòng bệnh, cái phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh, phòng cháy tốt hơn chữa cháy. thì phòng bệnh, thì cái phòng bệnh thì nó khó đánh giá, khó đánh giá bởi vì có bệnh thì biết được bệnh thì thì biết đau thế nào rồi biết chữa là làm sao tốn kém như thế nào thì đánh giá được. nhưng mà phòng thì không có đánh giá được. nhưng mà đây là cái phương pháp phòng bệnh cực kỳ tuyệt vời mà cái của y học bản địa Việt Nam mà không phải phương pháp nào cũng có được cả nhà, nó rất là quý và cũng vì rất chân quý cái phương pháp này, đặc biệt là trong phòng bệnh mà 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 tâm nguyện để tạo ra những cái lớp cộng đồng để chia sẻ cái phương pháp này để chúng ta biết cách phòng bệnh, phòng bệnh chứ không phải đi chữa bệnh, Đó. chữa bệnh thì có những cái nhà chuyên môn họ chữa bệnh còn chúng ta phòng là 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 ngon ở cái phòng được bệnh thì rất là tốt à, phòng bệnh còn chữa bệnh thì chúng ta phải học sâu hơn nữa tất nhiên là ở trong cái lộ trình này thì cũng cố gắng những cái thời gian để chúng ta chia sẻ để trị liệu một số bệnh một số bệnh thông thường bằng những cái cái cái, cái, cái bằng phương pháp tác động cuộc sống thì phương pháp đo sống đã thống kê ra được ở trên những đốt sống này liên quan đến cái chức năng gì liên quan đến thần kinh liên quan đến thể dịch liên quan đến các cái tạng phủ đúng không? tâm can tỳ phế thận thế nào thì tác động sống đã thống kê được rất là nhiều các cái điểm mà khi mà có rối loạn thì nó biểu hiện ở trên trên đó đúng không? ví dụ như là những cái rối loạn về về về, về trung tâm tăng nhịp tim thì thường thấy ở đốt sống C1, C2, C3 chẳng hạn thì nó sẽ sẽ làm cho cái khi mà cái huyết uh, áp mà tụt á, huyết áp mà thấp ấy thì nó sẽ biểu hiện những cái điểm ở trên những cái đốt sống này C1, C2, C3 chẳng hạn, đúng không? hay là C6 chẳng hạn Đấy. thì nó sẽ làm cho nó liên quan đến, đến 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 tuần hoàn tim mạch C4 chẳng hạn, đúng không ạ? rồi các đốt sống mà khi mà rối loạn thì nó có thể liên quan đến chức năng của gan như là đốt sống T10 ở phần giữa lưng ấy. bây giờ mà nói T mới C thì nhiều anh chị có khi là chưa 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 tìm hiểu thì chưa biết à, là đốt nào đốt C bởi vì chúng ta chưa học về giải phẫu thì các buổi mai chúng ta bắt đầu đi phải vào giải phẫu nhưng mà buổi hôm nay chúng ta phải nắm được cái cơ chế à, nắm được cái cái, cái 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 tính khoa học cái, cái à, của cái phương pháp này bởi vì để để chúng ta nắm được thì chúng ta có những cái nguồn thông tin ban đầu về cái khái niệm của cái phương pháp này thì chúng ta ứng dụng thì nó dễ hơn. Và thực tế thì ứng dụng điều trị bằng tác động của sống thì chứng minh được là khi có bất cứ một bất thường nào đó trên cơ thể sẽ có một tác động gây bất thường ở những điểm tương ứng liên quan đến các đặc trưng liên hệ của sống. À, có nghĩa là ở trong cái thực tiễn ấy, thì thấy được và và ngày mai ngày kia chúng ta sẽ học và chúng ta thực hành nhé trong lộ trình này ấy, thì chúng ta tìm được những cái điểm nào đúng không? bất thường nào ở trên cuộc sống thì chúng ta có thể quy về được ngay à, có nghĩa là chúng ta tìm được những biến đổi trong cuộc sống ví dụ như là ở cái vấn đề về tê tay chẳng hạn thì chúng ta tê ở khu vực nào ở tay thì chúng ta sẽ tìm ở các đốt sống cổ đúng không? thì nó liên quan đến cái vùng tay hay là trao ngược dạ dày chúng ta tìm thấy được ở đốt sống cái vùng ở dưới lưng này là đốt sống T5 T10 chẳng hạn thì thường là nó theo cái tính quy luật như vậy và nó không phải cố định một chỗ mà có thể là một cái tiết đoạn thần kinh cột sống á, nó chi phối cho vài chục cái loại trứng khác nhau ví dụ một đốt sống cổ thôi chẳng hạn thì chi phối cho vài chục cái cái chức năng cái chứng bệnh khác nhau Chứ nó không phải cố định một chỗ đó. nó không phải là mỗi đốt sống chỉ chỉ huy một vùng mà nó có tính tổng thể với nhau nó là đồng bộ với nhau cái này nó liên quan đến cái kia à, thì đấy là cái, cái 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 chứng minh cái thực tế ứng dụng điều trị bằng giáo động của sống thì chứng minh được là khi mà có bất cứ một bất thường nào ở trên cơ thể có nghĩa là trên cơ thể có bệnh đó, thì chúng ta sẽ tìm được những cái điểm liên quan tương ứng ở trên cuộc sống và khi cơ thể mất cân bằng á, thì thì biểu hiện của bệnh lý à, dần biểu hiện bệnh lý và khi mà biểu hiện của bệnh lý rồi thì trên hệ cuộc sống cũng sẽ có những điểm mất cân bằng hay chúng ta gọi là biến đổi chúng ta làm quen mấy từ là đốt sống biến đổi hay nhiệt độ biến đổi hay lớp cơ biến đổi hay cảm giác biến đổi à, làm quen mấy từ này bởi vì tác động của sống hay dùng cái từ này có nghĩa là mất cân bằng là biến đổi à, chúng ta gọi là biến đổi mất cân bằng là biến đổi bệnh lý là biến đổi lớp cơ co là biến đổi đốt sống di lệch là biến đổi cảm giác mà đau tăng đau giảm là biến đổi nhiệt độ cao thấp là sự biến đổi thì chúng ta sẽ dùng cái từ biến đổi này là cái từ chung 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 cho cho cái à, cái cái tên gọi khi mà cơ thể có bệnh lý thì trên hệ cuộc sống có sự biến đổi à. và khi mà hệ cuộc sống mất cân bằng á thì nó sẽ làm cho gì ạ các đốt sống bị biến đổi, à, chúng ta vừa nói từ biến đổi, thì các đốt sống biến đổi là đốt sống như nào? Nó có thể có hình thái nghiêng, có thể hình thái do các cơ, do thần kinh nó bị kích thích, ấy, đúng không ạ? thì nó sẽ làm cho uh, cái đốt sống này nó di lệch, nhưng mà mức độ di lệch của bệnh về về cột sống, ấy. ví dụ như trượt đốt sống thì nó là hiển nhiên, uh, nó là chụp phim là thấy được ngay, nó di lệch đốt sống nó bị lồi, bị lõm do những cái chấn thương, do những cái Tổn thương của cột sống thì thấy ngay, nhưng mà đặc biệt là các bệnh ở trên cột sống thì cái sự biến đổi di lệch ở trên đốt sống nó ít đến mức độ mà chúng ta không thể dùng tay mà có thể thấy được mà phải dựa vào hình thái của lớp cơ mới thấy được. Cho nên là khi mà đốt sống biến đổi ở trong cái từ biến đổi tác động sống á thì không phải là nhìn thấy nó lồi hẳn lên hay là nhìn thấy nó lõm hẳn xuống hay là nhìn thấy nó lệch sang bên trái nhiều bên phải nhiều mà chúng ta có thể quan sát được thì là là để để ứng dụng điều trị được là không phải mà nó rất vi tế à, nó kích thích cái điểm cơ thôi nó gộm cộm lên nó gồ lên nó 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 dày lên hay là nó co nó co lại thì những cái điểm đấy rất là là vi tế à, cho nên là chụp phim cũng không thể thấy được cái tốt sống nó lồi lõm thế nào đâu Đúng không? thì thì cái này là cái sự vi tế ở trong cái của cái đôi tay thì chúng ta có thể xác định được thì uh, trong những cái lộ trình tiếp uh, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng đôi tay chúng ta phải luyện ở trên tay của mình để có cái cảm giác đó ví dụ như là chúng ta uh, vuốt vuốt ở trên tay này chúng ta cảm nhận được cái gân của tay đó cái gân của tay nó gồ lên nó lõm xuống có thể miết miết thế này chúng ta sẽ biết được à cái chỗ nào cao chỗ nào thấp đúng không ạ chỗ nào cứng chỗ nào mềm ở trên cái vùng tay này của tay chính mình này để mình cảm nhận là à ở trên cuộc sống khi mà chúng ta vuốt này thì chúng ta cũng thấy được uh, là cái 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 cơ hay cái gì đó thì sau chúng ta sẽ nói về cái cách thức mà cảm nhận ở cái tay nó như là cái luyện tay như nào để mà có thể mà uh, mà thăm khám phòng bệnh hay phát hiện ra cái rối loạn đó uh, thì đấy là cái uh, để tìm ra cái hiện tượng mất cân bằng ấy, hiện tượng biến đổi của các đặc trưng và khi mà trên hệ của sống nó bị biến đổi các đốt sống bị biến đổi thì nó dẫn đến các cái đặc trưng khác như là đặc trưng về nhiệt độ khi mà đốt sống lồi chẳng hạn thì cái cơ chỗ chỗ đấy các đặc trưng về cơ nó sẽ cơ nó sẽ cộm lên nó co dày lên hoặc là nó co cộm lên rồi nhiệt độ ở cái vùng đấy nó sẽ tăng cao hơn bình thường Đúng không? tăng cao bình thường bằng cách chúng ta so sánh bên trên bên dưới bên trái bên phải thì chúng ta biết cái vùng đoạn thì đấy là là tìm được cái uh, khi mà đốt sống bị biến đổi có nghĩa là khi kích thích vào tủy sống có cái sự kích thích vào tủy sống thì nó sẽ có các cái vùng của cột sống về gân cơ về nhiệt độ về cảm giác nó sẽ biến đổi biến đổi theo đúng không? nó biến đổi theo và khi mà nó biến đổi như vậy thì cái hệ thần kinh nó sẽ bị kích thích nó kích thích hoặc nó bị bị áp lực hay nó tạo cái áp lực do co cơ mà áp lực lên cái cái dọc của cột sống, đó, lên các cái tiết đoạn hay lên các cái uh, lên cái vùng của tủy sống. nơi lên vùng tủy sống và nó làm cho chèn ép hay là nó ảnh hưởng đến cái dây thần kinh đó, từ tủy sống đó, đi ra hay là nó kích thích vào các cái lỗ gian của đốt sống nơi mà cái cái dây thần kinh đi từ tủy sống đi ra. Đó và nó ảnh hưởng đến cái sự dẫn truyền cái sự điều tiết chức năng ở trong cơ thể giống như khi mà không có sự điều tiết thì nó hoạt động nó không còn còn nguyên đúng như cái cái hoạt động sinh lý bình thường nữa khi mà nó không điều tiết được có thể nó hoạt động nhanh chậm có thể cái anh bài tiết nhiều ít có thể không bài tiết hay là cái anh tim mạch anh có thể là đập nhanh đập chậm chính là rối loạn nội sinh đúng không ạ cái anh về phế anh ấy đưa khí vào không đủ vân vân rồi anh về đào thải hay anh về chuyển hóa thức ăn của cái của bộ phận tiêu hóa để thành dinh dưỡng á nó chuyển hóa từ đồ ăn thức uống á, thì nó không điều tiết được được chuẩn nữa thì nó nó gây ra rối loạn các chất hay anh gan anh ấy điều tiết về cái nhà máy hóa chất đấy phải điều tiết được phải sinh ra các cái loại chất gì để phục vụ cho cái hoạt động của cơ thể thì khi khi đấy chính là là nó làm rối loạn cái chức năng do hệ thần kinh nó không điều khiển được một cách uh, cái tín hiệu nó nó đưa nó dẫn chuyển nó không đúng, nó không rõ uh, hay là nó kém nó, thì nó làm cho cái sự điều tiết chức năng chức phận ở trong cơ thể nó bị 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 không uh, nó bị rối loạn. Và bắt đầu là đấy là những cái nguyên nhân mà mà sinh bệnh. nguyên uh, nhân sinh bệnh. Uh, thì uh, và nó dẫn đến những cái rối loạn khác, rối loạn về về nội sinh về về các học môn học môn ở trong cơ thể ừ. hệ nội tiết nó không bị rối loạn và đấy là những cái nguyên nhân mà mà gây gây ra bệnh ừ. cho nên là có những câu nói của cổ nhân nói rằng trăm bệnh từ cột sống mà ra tất cả từ đó mà ra và lại trở về đó có nghĩa là gì ạ từ đó ra thì phải trở về đó mà mà điều tiết nó ừ. giống như là uh, tối y của 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 ngành y thế giới Hippocrates nói rằng khám bệnh phải tìm về cuộc sống đúng không ạ sức khỏe là tìm về cuộc sống thì đấy là là cái cái nguyên nhân của của <laughs> đấy là những nguyên nhân cái của cái uh, phát sinh các loại bệnh tật Và về cái cơ sở, uh, cơ sở lý luận thì tác động sống, điều trị ở trên hệ cuộc sống uh, liên quan đến, uh, cái nhất là liên quan phản xạ thần kinh, trung ương, não, bộ và tủy sống. Uh. Có chị uh, Vinh, chị Vinh, Nguyễn Thị Vinh nói rằng trăm bệnh từ cuộc sống mà ra. Yeah, đúng rồi. Yeah. Thì uh, có rất nhiều cái câu nói về cuộc sống các cả nhà. Yeah, biết ơn chị vinh à. và các phản xạ thần kinh ngoài cái phản xạ thần kinh trung ương là não và tủy sống thì có phản xạ thần kinh của ngoại biên à. chính là thần kinh giao cảm và phó giao cảm à. rồi chúng ta ứng dụng các cái học thuyết của học cổ truyền để luận trị về gốc bệnh à. rồi là các cái thủ thuật của tác động cuộc sống khi mà nghiên cứu à, rất là nhiều các thủ thuật thì mới trở thành một cái bộ thủ thuật một cái bộ nguyên tắc, một cái bộ phương thức. Nó có nghĩa là hệ thống của phương thức chẩn bệnh, thủ phương thức trị bệnh, hệ thống của thủ thuật chẩn bệnh, hệ thống của thủ thuật trị bệnh à, rồi các cái nguyên tắc chẩn trị đấy để nhằm xác định các cái ổ rối loạn hay chúng ta còn gọi là trọng điểm. Thì buổi hôm nay chúng ta lưu ý đến cái từ này nữa này là cái từ trọng điểm. Trọng điểm là cái nơi mà chúng ta tìm ra được cái cái điểm quan trọng, cái điểm chính yếu, cái nơi hội tụ của những cái gốc của vấn đề, cái vấn đề về bệnh lý, vấn đề về rối loạn để chúng ta, uh, chúng ta tìm để chúng ta gì ạ, để chúng ta uh, xác định được cái trọng điểm để chúng ta tác động tại trọng điểm đấy để điều trị. Uh. Rồi uh, cái thủ thuật của tác động cuộc sống thì tạo ra các kích thích, uh, các cái sung thần kinh hướng tâm mà ly tâm như chúng ta nói về phần phản xạ đúng không các cái thủ thuật về tác động sống phát huy cái cơ chế tự điều chỉnh để lập lại cái cân bằng cho cơ thể để cơ thể tự điều chỉnh đến khỏi bệnh và duy trì cái sức khỏe thì đấy là các cái thủ thuật của tác động sống có khả năng như vậy về khái niệm của tác động sống thì chúng ta có những cái khái niệm như sau cái nhất là đây là phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc chúng ta dùng phần mềm trên các đầu ngón tay là tất cả các phần mềm cái phần hoa tay này cả nhà chúng ta sẽ dùng tất cả cái phần hoa tay cái vân tay ấy, cái chỗ mà chúng ta đi đi làm căn cước công dân ấy, người ta lăn tay ấy, thì dùng phần mềm đó chứ không phải dùng ở trên cái đầu ngón tay mà dùng cái bụng bụng tay cái nơi mà cái phần mềm nơi mềm nhất của ngón đầu ngón tay chứ không dùng cái phần cứng ở đầu ngón tay mà tác động sống là phương pháp gì ạ không dùng thuốc mà dùng phần mềm trên cái đầu ngón tay để mà tác động, à, tác động lấy nền tảng là nhu thuật làm chủ đạo. À, có nghĩa là tất cả cái mọi thứ là làm êm ái nhẹ nhàng, nhu thuật. Lấy nhu thắng cương, chúng ta làm nhu thuật tác động lên trên hệ cột sống. Và ứng dụng à, tuân thủ theo các cái nguyên tắc của phương pháp, phương thức của phương pháp, thủ thuật của phương pháp. Đây là những cái nguyên tắc phương thức và thủ thuật riêng của phương pháp À, chứ nó không giống các cái các cái trường phái khác cho nên là khi mà chúng ta tiếp cận với bộ môn này á, thì có những thầy có những cô bác anh chị có thể có những cái phương pháp khác mình đang sở hữu rồi nhưng mà mình 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 làm mà mình không tách ra được á. khi mà mình ứng dụng phương pháp này nếu mà lẫn với các cái thủ thuật khác á, thì nó lại cũng không mang lại hiệu quả cao cho nên là khi làm cần phải à, ví dụ làm tác động sống thì phải trên nền tảng nhu thuật à, chứ không không ứng dụng các cái cái, cái 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 quen của mình ấy, cái cái hay là đang làm xong rồi mình lại chuyển sang cái phương pháp khác à, thì nó cũng không mang lại hiệu quả, hiệu quả cao bởi vì mỗi phương pháp nó có cơ chế tự chữa lành nó khác nhau. Cái cơ chế mà chữa lành nó khác nhau. cho Nên là không ứng dụng chung. Và phương pháp này là phương pháp uh, chúng ta À, kích thích cái cơ chế tự điều chỉnh cơ thể, à, kích thích cái cơ chế tự điều chỉnh cơ thể, à, hay là còn gọi là lập lại cân bằng cho hệ cuộc sống. Có nghĩa là cột sống thẳng ngay, nó phải cân bằng, nó thư nhuận, hai lớp cơ dọc cột sống. Đúng không ạ? Thì để có được sức khỏe, thì ứng dụng như vậy. Về nội dung của phương pháp tác động cuộc sống Việt Nam thì có những cái nội dung như sau. Cái nhất là chúng ta tất cả những cái thủ thuật các thủ pháp của tác động sống nhằm duy trì sự cân bằng cho hệ cuộc sống để phòng bệnh để trị bệnh để chăm sóc hay là để tin lượng tin lượng bệnh thì uh, duy trì sự cân bằng trên hệ cuộc sống thì bao gồm cân bằng về đốt sống cân bằng về lớp cơ cân bằng về nhiệt độ và cảm giác có nghĩa là cân bằng về các đặc trưng trên hệ cuộc sống và dựa vào các đặc trưng trên hệ cuộc sống Uh, lớp cơ nhiệt độ cảm giác này á uh, thì chúng ta mới bắt đầu là tìm được cái trọng điểm hay cái khu vực cần tác động điều trị hay cần tác động chăm sóc để chúng ta ứng dụng các cái hệ thống về các cái nguyên tắc cái phương thức và cái thủ thuật vào để mà uh, mà làm lập cái cân bằng cho nó. Uh, và tất cả những cái của tác độ sống quy gọn vào có hai vấn đề Vấn đề thứ nhất là xác định được cái hiện tượng bệnh lý ở trên trục của cột sống, ở vùng dân cơ cạnh sống. Chính là xác định được cái trọng điểm. Đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ nhất là xác định được trọng điểm. Vấn đề thứ hai là giải tỏa được các cái hiện tượng bệnh lý trên cột sống như là lớp cơ co ở điểm nào, nhiệt độ thay đổi ở đâu, cân bằng về lớp cơ, cân bằng về nhiệt độ. Đốt sống Uh, biến đổi như nào thì cân bằng lối sống, cảm giác biến đổi như nào cân bằng về cảm giác. Người ta gọi là giải tỏa trọng điểm. Vậy là tác động đốt sống chỉ có hai việc, đấy là một việc là tìm được cái trọng điểm, việc thứ hai là giải tỏa được trọng điểm. Chính là tìm được là chẩn được bệnh, giải tỏa được là trị được bệnh. À, nó rất đơn giản. À, và chính những cái uh, xác định và uh, trọng điểm và điều trị trọng điểm đấy chính là À, dùng các kích thích để phát huy cơ thể cơ chế chữa lành của cơ thể đúng. về hình thức của phương pháp là tác động cơ học có nghĩa là gì ạ chúng ta dùng nhiên liệu bằng cơm bằng tay tác động đúng. xoay dây nhiên liệu bằng cơm chứ không dùng máy móc được nhé cả nhà một số anh chị có hỏi là có cái máy rung như thế này rồi có cái máy tạo sóng như thế kia rồi cái điện như thế này kia nhưng mà xin thưa là đối với tác động của sống là hàng hầm mét có nghĩa là gì ạ làm bằng tay hoàn toàn à không có sử dụng cái gì hết kể cả dầu nóng cũng không có dùng các cả nhà trường hợp là mà thấy cái vùng lưng lạnh hay là có hàn nếu mà muốn muốn ấm lên thì làm xong rồi có thể bôi tí dầu ấm thì bôi còn không thì không có sử dụng không sử dụng mà tác động bằng cơ học nhiên liệu bằng cơm và những cái những cái thao tác đấy thì nó có định hướng ví dụ như hướng tác động ở vùng nào như nào chiều tác động ra làm sao đúng không? thì phải có hướng chiều rồi có lực quy định về lực rồi có quy định về về tuân thủ theo những cái nguyên tắc ví dụ như là nguyên tắc về ngưỡng thời gian điều trị thế nào thì được đúng không thời gian thế nào thì không được làm theo khách quan hay là làm theo chủ quan làm theo cái cơ thể nó báo hiệu thì mới hiệu quả chứ không phải làm theo ý muốn của thầy thuốc hay của người bệnh. Thì đấy là sử dụng các cái nguyên tắc, các phương thức và các thủ thuật để mà trị liệu. Còn trong chẩn bệnh thì chúng ta sử dụng các nguyên tắc như là uh, đối xứng như là hưng phấn ức chế như định khu định điểm có nghĩa là xác định được cái khu vực có bệnh lý đúng không ạ? Rồi sử dụng các cái phương thức như là ờ uh, uh, động hình như là co cơ tương ứng, có nghĩa là để xác định ra cái điểm mà liên quan đến các bệnh về vận động, rồi các thủ thuật như là áp để xác định về nhiệt độ, vuốt để tìm ra hình thái của lớp cơ, của áp để tìm ra cái vùng nhiệt độ biến đổi liên quan đến các tạng hay là liên quan đến các cái các vùng đau, đúng không? Rồi uh, các cái thủ thuật như là uh, ấn, uh, dây di, v ở trên hệ cuộc sống để xác định cái điểm nào là cái điểm hội tụ các cái yếu tố để xác định đấy là trọng điểm thì đấy là trong trần bệnh à, thì phải xác định được trọng điểm à. trong trị bệnh thì cũng có các nguyên tắc như là tạo sóng cảm giác là tạo ra các sung thần kinh thế nào rồi tạo ra các cái sóng cơ như thế nào để nó nhanh giải tỏa được nó lưu thông được nó thư nhuận được để cho hệ thần kinh nó Uh, nó được không bị bó nó không bị áp lực nó không bị uh, các cái khi vùng uh, cái điểm thông uh, thống nó thông đi đúng không ạ thông bất thống mà thống bất thông thì sử dụng các cái nguyên tắc như là nguyên tắc tạo sóng cảm giác nguyên tắc định lực nguyên tắc định hướng rồi uh, nguyên tắc về điều nhiệt thế nào ở trong cái trị bệnh thì chúng ta sử dụng một số cái, cái hệ thống cái nguyên tắc rồi các phương thức như là nén sóng làm tách rời đốt sống như thế nào đúng không ạ rồi các cái thủ thuật như là đẩy như nào xoay như nào bật như nào hình thái nào thì sử dụng nó à, rồi các cái à, các nguyên tắc phương thức của thủ thuật này nhằm một cái việc là giải tỏa trọng điểm à. Đấy. khám là xác định trọng điểm trị là giải tỏa trọng điểm à. và cái nữa là cái đặc điểm của tác động cuộc sống à. thì phương pháp này được gọi là một phương pháp à, được đánh giá là phương pháp hoàn chỉnh. À, hoàn chỉnh bởi vì gì ạ? Nó có khả năng khám được bệnh bằng tay, đúng không ạ? Nó có khả năng điều trị được bệnh và nó có khả năng tiên lượng ở trong phòng bệnh. Tiên lượng được cái bệnh lý này có điều trị được bằng phương pháp này không? Đúng không ạ? Rồi tiên lượng ở trong phòng bệnh. Có nghĩa là dùng để phòng bệnh. Và cái đặc biệt là những cái khám này chữa tiên lượng phòng này nó xảy ra đồng thời cùng một lúc có nghĩa là gì ạ trong 5 phút là vừa khám vừa phòng vừa trị có thể xong một cái ca trị liệu có thể 5 phút có thể 10 phút có thể 30 phút chứ nó không quá dài đến đến một tiếng là không có mỗi một lần điều trị nó rất là ngắn có thể là 5 phút 10 phút 15 phút thôi thì ngưỡng của cơ thể nó xuất hiện, nó báo là chỗ đấy đến đấy là tốt rồi là dừng là không được điều trị thêm. thì đây là nó có những cái phần về về quy định về nguyên tắc ở trong điều trị. Thì phương pháp này là đặc biệt thì đây là cái phương pháp gì ạ? không công thức hóa bệnh học, không có công thức hóa bệnh học. bởi vì sao? bởi vì nguyên nhân gây bệnh có thể cùng một cái loại chứng bệnh. Đúng không? cùng một cái loại đau đầu thôi nhưng mà điểm chữa là khác nhau và nguyên nhân gây bệnh là khác nhau cho nên là nó không thành công thức được không phải đau đầu là cứ đốt sống này đúng không ạ Hay là đốt sống kia mà đau đầu cái nguyên nhân khác nhau thì cái điểm chữa khác nhau đau đầu do gan thì chữa thì gốc ở chữa ở vùng gan ở đốt sống liên quan đến gan đau đầu do tim thì là phải tìm cái trọng điểm ở đốt sống do tim để để điều trị đau đầu do thoái hóa đốt sống cổ do cản lưu động mạch sống nền hay là thiếu máu động mình do động mạch sống nền à, do các đốt sống cổ thì phải tìm về đốt sống cổ cho nên là nó không có công thức cho cho về bệnh học à, cái này cũng rất là hay hay bởi vì là chúng ta không cần phải nhớ quá nhiều về công thức mà chúng ta chỉ nắm được cái các cái nguyên tắc như thế nào phương thức như thế nào thủ thuật như thế nào để chúng ta xác định thôi Đúng không? và chúng ta nắm được thêm một số cái uh, cái cái vùng ví dụ như là vùng cổ thì liên quan đến đám rối thần kinh cổ uh, chi phối cho hoạt động của chi dưới hay uh, chi trên hay là cái đám rối thắt lưng chi phối cho hoạt động của chi dưới đấy là nắm được các tiết đoạn thần kinh chi phối cho các cái vận động chi phối cho các tạng còn lại là bắt buộc chúng ta phải phải sử dụng các nguyên tắc phương thức để tìm ra được trọng điểm chữa chứ không có công thức hóa bệnh học sau này là một số anh chị đặc biệt là một số anh chị đã học chuyên sâu rồi thỉnh thoảng vẫn hỏi là à, đau cái này thì chữa ở đâu? Thông tấn đành phải trả lời là chữa ở đâu còn lâu mới nói, bởi vì có công thức hóa bệnh học đâu, phải luận trị xem nó ở đâu chứ, phải xỉm xem cái bệnh gốc nó ở đâu để tìm về đó chứ không có công thức hóa. Còn một số điểm ấy, thì nó liên quan thì chúng ta có thể nói được nhưng để công thức hóa toàn bộ cái các cái vấn nạn của sức khỏe thì không công thức hóa thì đây là cái điểm đặc biệt của phương pháp là không công thức hóa bệnh học mà chúng ta phải ứng dụng các nguyên tắc phương thức và thủ thuật để mà xác định trọng điểm và giải tỏa trọng điểm thì đây là hai cái điều uh, hai cái hai cái hai cái điểm quan trọng của tác động sống chính là xác định được trọng điểm và giải tỏa trọng điểm chứ không có công thức hóa bệnh học ở một số cái phương pháp như là bấm huyệt châm cứu chẳng hạn À, thì đấy cũng là những cái phương pháp mà không dùng thuốc à, thì vẫn có công thức hóa bệnh nhau ví dụ như là đau đau khớp vai này chẳng hạn hay là đau đầu chẳng hạn thì vẫn có à, hay là đau những cái điểm uh, chân thì người ta cũng cũng có những cái cái công thức bấm hay công thức châm khác nhau Đúng không? Ví dụ như là uh, đau khớp khớp vai chẳng hạn thì người ta sẽ chữa bằng các cái điểm huyệt như là À, hợp cốc này phong trì này Kiên ngung kiên tình kiên trinh Đúng không ạ Những cái điểm các cái đốt uh, Ở trên uh, dọc cơ thể Thì người ta đi theo cái bộ huyệt Có nghĩa là công thức hóa Các cái điểm chữa Còn tác động của sống thì không Không có công thức hóa gì nhỉ? Mà chúng ta phải ứng dụng à, Có Lê Đức uh, Tính Đức này nói rằng là công thức cứ như dò mìn và gỡ. Dạ. Biết ơn anh Đức. Ừ. Thì trong cái này yêu cầu à, ở trong cái khám chẩn trị thì chúng ta xác định và phân biệt được cái vùng nhiệt độ da trên người thở rồi à, à, cái phần này chúng ta sẽ nói ở phần sau kỹ hơn. Đúng không? Vì chúng ta chưa nói về cái uh, cái cái giải phẫu thì nói thế này thì chúng ta chưa nắm được rõ lắm. Đúng không? Vùng nhiệt độ da xuất chiếu trên cơ thể là cái vùng gì ạ? Là khi cơ thể có bệnh thì ở trong nội tạng thì nó xuất chiếu lên từng vùng cơ thể. Thì dựa vào nhiệt độ da để biết được vùng nào rối loạn. Rồi khu vực nhiệt độ da biến đổi trên cuộc sống thì soi chiếu với lại nhiệt độ, độ da xuất chiếu thì biết được là biết được là cái cái điểm khu vực có đốt sống biến đổi có nhiệt độ biến đổi này có liên quan đến đến tạng hay không à, rồi cái vùng nhiệt độ ra xuất chiếu uh, ở trên cơ thể thì nó liên quan đến hình thái sinh lý bệnh lý của cuộc sống tùy theo hình thái sinh lý hay, hay bệnh lý mà có nhiệt độ khác nhau à, ví dụ sinh lý thì nhiệt độ bình thường cân bằng giữa trái phải trên dưới còn khi bệnh lý thì nó biểu hiện theo cái hình thái của đốt sống ví dụ như đốt sống lõm thì nhiệt độ sẽ thấp, còn đốt sống lồi nhiệt độ sẽ cao, ví dụ thế, vân vân thì là những cái cái cái, cái, cái xác định và phân biệt được uh, các cái hình thái của cuộc sống của các đặc trưng lên trên hệ cuộc sống để chúng ta quy nạp chẩn đoán và ra cái phương hướng điều trị. Đó là cái cái quy nạp chẩn đoán. Uh, chúng ta xin thêm cả nhà một, mấy phút nữa. Thì chúng ta sẽ đi uh, nốt cái phần uh, chỉ định và chống chỉ định cũng có thể bây giờ là hơi muộn giờ rồi cả nhà về vì, vì khi cứ nói đến tác động cuộc sống là mắc nói lắm cứ muốn nói không có giờ đâu cả nhà nhưng mà nhìn giờ thì cũng hơi muộn rồi nên là chúng ta sẽ dừng cái phần này ở đây ngày mai chúng ta sẽ nói đến chỉ định và chống chỉ định và chúng ta đi cái phần về giải phẫu về cuộc sống chúng ta tìm hiểu về cuộc sống và chúng ta đến ngày thứ ba thì chúng ta bắt đầu khi mà nắm được cái nền tảng về lý thuyết về cơ bản chúng ta bắt đầu sẽ có mỗi buổi học chúng ta sẽ có phần về 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 lý thuyết này phần về thực hành này thì thực hành thì sẽ qua zoom tuy nhiên là bây giờ rất là thuận tiện bởi vì công nghệ zoom cũng có thể phóng to ra thì chúng ta nhìn thấy rất là rõ các cái thủ thuật như thế nào Đúng không? rồi là thuận duyên thì chúng ta có thể mở những cái buổi mà để chúng ta được trải nghiệm À, ví dụ à, thỉnh thoảng có những lớp thì à, sẽ mở các cái buổi trải nghiệm cho những anh chị ở vùng gần Hà Nội hay là có thể những buổi trải nghiệm ở Sài Gòn. Thì mọi người đến để để trải nghiệm về cái phương pháp này chứ còn nghe và và ở trên mạng thì nó không thực tế. Cho nên là trải nghiệm để xem là cách thức nhu thuật là thế nào rồi mọi người cũng nắm bắt được thêm nên thì hy vọng là cái lớp này sẽ có một cái buổi nào đó ở trong lộ trình 7 ngày hoặc sau 7 ngày thì chúng ta sẽ có cái buổi cho Các anh chị em cộng đồng có thể đến trải nghiệm để cho cái các thầy các anh chị em ở trong hoàn nguyên đường chăm sóc sức khỏe cho cả nhà đúng không ạ chăm sóc sức khỏe cả nhà để mọi người trải nghiệm cái phương pháp này thì cái buổi hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây thì trước khi kết thúc thì, à, lớp thì anh chị có cách chia sẻ nào không? Và không biết là nói như vậy có bị nhanh quá không? Thì cả nhà sẽ cho những cái cái phần ý kiến của mình để mà Tấn biết được. <laughs> để sau này Tấn sẽ điều chỉnh cái cái cách nói có thể nhanh hơn, thể phù hợp hay chậm hơn phù hợp. À, thì nếu mà cả nhà mà mà cho những cái góp ý để chúng ta xây dựng được cái mỗi ngày cái chia sẻ của tấn được tốt hơn để cả nhà nhận được hiện thực nhiều hơn á thì rất là biết ơn cả nhà dạ. rất là biết ơn nhiều anh chị nhắn là rất là cụ thể dạ. nghe rất là vừa dạ dễ hiểu biết ơn cả nhà bởi vì uh, các vị là thượng khách còn Tấn là đầu bếp. <laughs> cho nên là làm sao mà mình đưa ra cái món ăn mà cả nhà thấy tiếp nhận được á uh. thì rất là biết ơn cả nhà. Và xin được uh, giao lưu với lại uh, Nguyễn Thị chị Nguyễn Thị Huyền ạ. Uh. Nguyễn Thị Huyền có thể mở mic được không ạ? À không không mở mic được ạ. Uh ban hỗ trợ hộ hộ dạ. ban à, anh chị phụng sự ở đâu rồi ạ? Dạ. À, được rồi đấy Dạ 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 dạ. Chào thầy ạ. Chào cả nhà. Rất biết ơn dạ. thầy cô chia sẻ. À, em xin giới thiệu à, em là Nguyễn Thị Huyền, à, em là mentor 4. À. À, em ở từ Sơn Bắc Ninh. Yeah. Um, rất là biết ơn thầy thì thực ra là em cũng từ tháng 11 năm ngoái Thì em đã ra hoàn nguyên đường 11 buổi yeah. Và rất là may mắn Và biết ơn thầy đã dụng tâm uh, đã tác động cuộc sống cho em Để em uh, cũng thực sự là có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời uh, Về tác động cuộc sống Thì uh, từ cái ngày đó thì em cũng đã có một cái mong muốn là được học tập ấy ạ nhưng yeah. mà thời gian đó thì nó chưa có đủ duyên <laughs> nên là thời gian vừa rồi thì em có vào học mentor 4 ấy thầy và đặc biệt là gần đây thì khi mà đi những cái lớp offline và cái lớp quảng bá thì em thấy được rằng là cái tác động của cuộc sống nó lại càng là là rất là hữu ích ấy. nên là tình hình sức khỏe của em ý. cái thời điểm mà gặp thầy thì Thời điểm đó nó vẫn chưa được ổn lắm Nhưng bây giờ thì là Nó thay đổi toàn diện rồi thầy Hôm nay à, không ạ. có nhìn nhận ra Hiền luôn ấy, Hiền ơi Không thầy. nhận ra luôn ấy. Thầy. À, Chỉ biết là um, Nguyễn Thị thị Huyền thôi chứ không có nhớ luôn Mà khi đến nói là ở Bắc Ninh Thì khi đây bắt đầu mới nhớ <laughs> Vì nó vâng, khác em. lắm á, luôn ấy. Biết ơn thầy ạ Để. Em gan nhiều lắm Và trẻ ra nhiều ha Dạ vâng ạ mình mừng em À em chia sẻ với thầy là em bơi được 7,4 km đấy thầy. Wow. Vâng em đứng dựa tường hơn 5 tiếng. Siêu nhân tài. Ừ. <laughs> Chạy 21 km và uh, squat hơn 1.500 cái. Nói chung là thay đổi toàn diện rồi thầy. Nên Vậy em. Quá. Ừ. Vâng ạ. Em rất biết ơn thầy. Thì, và thì trong cái uh trong tất cả cái phương pháp mà thể thao hay là thanh lọc cơ thể hay là thực dưỡng hay là đưa tất cả những cái gì vào cơ thể hay là muốn thay đổi cái sức khỏe thì bắt đầu phải nghĩ đến cái việc là thông cuộc sống đầu tiên thì sau khi mà em lộ trình với em thông cuộc sống 10 ngày thì sau đấy thì về dinh dưỡng nó sẽ tiếp nhận tốt hơn này, rồi về các cái điều tiết khác bởi vì tác động sống có thể chỉ tác động như vậy thôi nhưng mà kích thích rồi thì cơ thể nó tự đáp ứng và nó điều chỉnh cả quá trình dài chứ không phải là là tác động cái xong nó đáp ứng ngay và và đến đấy là hết mà nó giống như khi mà nó thông điều chỉnh được hệ thần kinh rồi ấy thì bắt đầu hệ thần kinh nó điều tiết các cái cơ quan chức năng trong cơ thể để nó cơ thể nó điều chỉnh dần rồi kết hợp với dinh dưỡng với tập luyện các thứ được thì nó sẽ nâng cao sức khỏe lên rất là tốt à, thì ở trong này cũng có một số anh chị ở trong cộng đồng mà mà thanh lọc cơ thể chỗ thầy Ngô Lâm thì cũng ứng dụng cái này. Ờ, ứng dụng cái cái các cái trong cái, cái, cái lớp lớp cộng đồng này thì về làm thông cột sống. Có nghĩa là thông thông cái mạch đốc ở trong Đông y hay là thông cái cái trụ cột đặc biệt là thông thần kinh. Thông thần kinh thì thông thể dịch là nó sẽ điều tiết hết cả các cái hệ thống chung của cơ thể thì khi đấy tiếp nhận về dinh dưỡng hay thanh lọc hay là hay là các cái phương pháp tập luyện thì nó sẽ mang lại hiệu quả cao. Cảm ơn vâng ạ. Rất là ừ. biết ơn em Huyền. Ừ. Vâng, em chia sẻ luôn với cả nhà mình là ừ. uh, về cái thời gian đó em bị uh, ngày đó là lõm cuộc sống ấy, uh, mấy cái đốt sống lưng ấy uh, thì thầy tác động chỉ trong vòng mấy ngày thôi ạ, uh, nó rất là khác biệt thay đổi uh, cái cái cuộc sống của em nó nó gần như là trở lại bình thường ấy rất là tuyệt vời và uh, còn về cái bài hôm nay ấy, thầy thì em thấy là cái um, tâm thái cũng như là cách nói của thầy ạ nó khác hoàn toàn cái buổi đầu mà em có tham gia <laughs> thực sự là thầy rất là khác luôn chính vì vậy mà khi mà thầy hỏi là em giơ tay luôn em nói chuyện để để em chia sẻ thực sự rất là À, cách thầy nói cũng nó 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 rất là dễ vào ấy thầy còn thời điểm trước thì nó còn có cái cái sự nó là lần đầu thực ra thời điểm đó là em nhớ nó là cái buổi gần như là buổi đầu cho mentor thì cảm ơn uh, em tại có... vì uh, lần uh, đầu mà ngồi mới lại uh, nói mà không có tương tác ấy nhỉ tương tác qua màn hình ấy, thì nó không có quen quen Đúng. từ xưa đến giờ là đi đào tạo là cứ phải mặt gặp mặt, rồi. rồi tương tác nó phải là apply, phải gặp nhau. chứ còn tương tác qua màn hình là mãi rồi mới quen dần đấy. Bây giờ cũng chưa quen hết đâu. <laughs> đấy nhưng mà cũng Đúng rồi uh, nhờ có công nghệ thì mình mới lan tỏa được nhiều hơn. chứ còn ở ngày xưa đấy uh, cũng có mấy chục khóa, cả trăm khóa rồi đấy nhưng mà mỗi khóa chỉ có mấy chục người thôi và và mỗi khóa như thế là mất rất là nhiều thời gian đi lại rồi là về cái phần lý thuyết đặc biệt là lý thuyết thì có thể nói ở trên zoom cho mọi người nghe được hết à, và thế là sau này người là gặp lại chỉ có chuyển giao về chuyển giao về về về, về kỹ thuật thôi cầm tay chỉ việc thôi thì nó sẽ nhanh hơn à, biết ơn em đã đã chưa đựng cơ bản à. là em thấy mình hoàn thiện hơn đâm ra là nhìn người nào cũng hoàn thiện ha Viên đơn thầy. Viên à. đơn thầy rộng và rất là dụng tâm ạ. À, em xin phép thầy em tắt mic. À, à, em biết đơn anh. cả nhà. Cảm ơn em. Dạ. Dạ. Dạ, mời anh nghĩa. Nghĩa là học viên học viên khóa chứng chỉ CC01 đúng không anh? Nghĩa bật mic ạ. À, em 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 thấy nghe rõ chưa dạ yeah, yeah, yeah. à, vâng em hiện tại đang ở ngoài Vân nên em đi ra ngoài một chút dạ vâng em à, xin chào thầy à, xin chào tất cả mọi người trong du em xin tự giới thiệu là em là Hàng nghĩa hiện tại đang sống ở Hoàng Mai gần chỗ phòng khám của thầy ấy. Yeah. thì ba từ ba từ để nói về em là, là yêu thương này và, và chân thành và kiên trì Đấy, xin ừ. mọi người thì uh, thả nay like cho em đây là phong cách của thầy phong thì em uh, em uh, trong thời gian vừa rồi thì là em đi ra ngoài vân đồn khoảng ba hôm ấy thì là em cũng có rất nhiều cái lợi lạc là giúp cho mọi người ở chỗ ở chỗ công ty em um, như thế này yeah. Yeah chuyện này cũng là để cho người ta biết đến Và về cái phương pháp của thầy ấy. Yeah. thì trong phòng của em hiện tại cũng có khoảng tầm mười 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 hai người thì bây giờ trong ba ngày thì em cũng đã làm hết cho mọi người rồi Nên yeah. thì cũng kết quả cũng rất tốt ạ Vâng, biết trong quá trong, trong, trong quá trình làm ấy, thì mọi người từ ban đầu cũng không 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 biết đến tác động cuộc sống đâu thì khi mà mình bảo là thôi để yeah. em gọi là xoa, tức là làm cho giãn tức là làm cho thứ thư thư cứ nặng cơ của anh ấy. thì mọi người cũng gọi là sợ sợ làm hỏng thế giống như bấm huyệt đấy nhưng mà khi làm ấy, thì mọi người bắt đầu là là đón nhận là rất tốt yeah. thì nhất là trong cơ quan của em ấy, thì là trong ban của em hiện tại ở chỗ mê linh thì là gần như toàn bộ trong ban của em đã cho em chia cái lưng cho em em làm thì, yeah. cũng và có tầm hơn chục người thì bây giờ em làm không hết việc ạ vâng nhưng thì... mà vâng. người thầy thuốc cũng... mà bận rộn là không tốt rồi anh nhé vâng thế <laughs> em cũng bây giờ bây giờ em cũng chia ra là bởi vì là chúng tranh thủ thôi thì là chăm sóc cho mấy anh ở cơ quan ấy. thì là cũng một ngày khoảng tầm 2 đến ba ba người thôi thì cũng không 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 nhiều quá thì không ý nói là người thầy thuốc mà đông bệnh nhân là không tốt lắm đâu làm thì làm làm nghề chữa bệnh mà có nghĩa là đông thì có nghĩa là nhiều người bệnh quá cho nên là làm sao mà hướng dẫn các cô bác anh chị bảo vệ cuộc sống của mình rồi rồi rồi, rồi tập luyện à. tức là trong quá trình trong quá trình làm ấy thì ông cũng chia sẻ về cách mà xoa 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 gáy là tất cả mọi thứ năm sao để cho giữ à và sau đấy thì cũng tư vấn cho người ta mà là cái thông qua trình trị liệu thì chỉ, chỉ còn là giảm tức là cho yeah. chị tức là giảm bớt cái tất cả cái tối loạn ở cái chỗ đang có đó. còn sau đó thì vẫn phải thông qua cái giữ phải thói quen ăn uống sinh hoạt đấy yeah. để người ta duy trì được cái cho cái cơ thể nó nó khỏe lên ấy. thì yeah. tất cả cái cái chứng rối loạn không còn nữa thì em cũng cũng chia sẻ với mọi người như thế và cái việc nữa mẹ em cũng có hôm nay đi. mẹ em thì là đi lên trên trên hà nội yeah. thì cũng có cũng có muốn gặp thầy ấy. thì em bảo là không cần không cần đâu đến đâu thì cũng thầy mắng thì ở cái lần trước thầy bảo là đã có 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 con đi làm cái học nước tất cả cuộc sống sao lại đến phòng cảm thầy làm gì nhưng mà em cũng cũng nhất quyết là thôi để cứ để cho để em đến thì chắc lúc nãy vợ em cũng bảo là mai thì chắc còn trong buổi sáng mai thì chắc là để thầy thì 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 cũng, cũng thể để nói thầy cho mẹ em trải nghiệm đây là vợ em cũng rất mở tính vậy thì, thì em cũng xin dạ yeah. lại dạ yeah, anh yên tâm nha anh non. nghĩa dạ dạ vâng vâng thì còn em cũng cố gắng để cái gọi là lan tỏa cái phương pháp tao đồ cuộc sống ừ. thì hôm nay em cũng lan cũng tỏa cho mấy người nhưng mà cũng họ chưa chưa đủ duyên thì thôi em cứ dần dần cũng sẽ lan tỏa rồi biết ơn anh nghĩa dạ biết, mọi người. biết ơn anh nghĩa anh bà, nghĩa cứ à. yên tâm bà, bà. đưa bác đến rồi anh em ở phòng khám hỗ trợ nha anh nghĩa dạ. vâng 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 dạ, em cảm ơn anh cảm dạ. à, em... ơn dạ. xin chào mọi người Dạ. Rồi rồi. Em xin ừ, rồi, rồi em xin mời thêm chị Ngọc Diệu có có câu hỏi nào thì chị chia sẻ. Yeah. dạ, à, em xin rất là trân trọng và biết ơn thầy. hồi nãy à. thầy có rất là trân trọng và biết ơn thầy vì thầy đã nói là thầy lựa chọn chia sẻ online vì cái hạn chế trước đây là nghĩ rằng là thầy không à. chuyển giao cho mọi người online được mà em em là cái người mà vừa rồi nhắn tin cho thầy đó, thầy lúc mà thầy phụng đang phụng sự dân chủ á, à, em làm cho yeah. thầy muốn dẫn đưa bà ngoại đến á. Yeah. Khi, khi mà em không gặp được thầy á, em em rất là mong muốn được chính tay mình đó là mình có thể làm được điều đó. Yeah. thì từ cái em thấy là cái khóa học của thầy, mà em em có một cái uh, nghi vấn đó thầy là khi mở online như vậy em chưa có online cái khóa tác động cuộc sống của thầy lần nào, thì không biết là qua cái khóa online này thầy có thể hướng dẫn cho em em có thể học được mà có thể mình uh, nhận được cái cái hiện thực đó qua online không thầy? Dạ, yeah. được chứ chị. Bởi vì mình yeah. mục mục tiêu là uh, cái lớp online này để chia sẻ các cái uh, cái cái, cái uh, kinh nghiệm các cái kiến thức của bộ môn tác động cuộc sống để cho mọi người ứng dụng để chăm sóc sức khỏe cho người thân yeah. gia đình đúng không ạ? Thì em nói với nào đó thôi thì uh, uh, về bà hôm trước chị có nhắn tin đó thì uh, uh, ở trong doanh chủ thì Tấn uh, hướng dẫn cho um, cho cho gần 200 người ạ uh, ở cái lớp uh. yeah. đó. Dạ. Rất đông, gần 200 người. Và cả sáng, cả chiều, cả tối, có nghĩa là một ngày là làm khoảng 16 tiếng chưa Đà. kể có thời gian chăm sóc sức khỏe cho một số cái đội ngũ phụ sự nữa thì Đà. không có thời gian để mà xem cả điện thoại luôn thì mãi nhất mà ngồi trên máy bay rồi mới lấy điện thoại ra mới đọc cái tin nhắn thì khi đấy là đã đã ấy rồi và xong đấy thì tấn phải bay ra hà nội luôn à, cho nên là cũng Đà. không uh, chưa có trả lời cho chị diệu ngọc diệu được uh. thì uh, trong sài gòn thì cũng có một số điểm của các cái học viên họ cũng làm tốt họ có phòng khám À, có những uh, người là giảng viên đại học y phạm ngọc thạch cũng đi học và uh, có mở phòng khám có cả bác sĩ rồi có cả y sĩ họ mở phòng khám uh, cái phòng khám tâm an trong sài gòn đó hay là ở trong uh, tâm y dung á chị uh, ngọc diệu ở trong tâm y dạ, dung thì em, có, em, em cũng chuyển giao rồi em có đưa, có, dạ, em có đưa có, ngoại về chỗ tâm y dung đó thầy nhưng à. mà, mà lúc đó thầy không thầy vũ có, có tư vấn về chứ không có tác động cuộc sống á, thì tại vì là lúc đó thầy có thêm là về cái bảo dưỡng cơ xương khớp thì không làm được cho ngoại rồi, vì là giống như là em mình cũng mình dùng được nữa mà như là giống như là ngoại là à, gọi là thầy gọi là thiếu dinh dưỡng đó thầy, à, thầy nên là nó, nó cái cái cuộc sống của ngoại nó nổi lên hết trơn mà nó 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 kéo lại á bà yeah. ngoại rất là đau và lúc mà ngoại rất là em nói là được gặp thầy á, ngoại rất là mong muốn trong lúc mà không được gặp á ngoại nói là ngoại mong muốn được một lần gặp thầy lắm ngoại nói rằng là lần nào thầy vô đây con cho vào ngoại đi thầy một lần với nhân con ý là em đã đưa lên tâm Y dung rồi à, thì à, cũng à, được thầy vũ tư vấn rồi à. À, thầy nói là giờ không có không chỉ gia dùng dinh dưỡng vì ngoại khí ừ. dinh dưỡng dẫn à. đến như vậy mà anh đang chị... đầu dạ anh, em xin lỗi ngọc diệu cái cô bác với chị cũng thời gian muộn rồi đấy cả nhà thì cả nhà cứ rời Zoom ạ. Dạ, tối mai chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau nha cả nhà à, ngọc diệu cứ nói đi nha em. dạ, dạ thì à, em tại à, tại vì lúc đó lên là chỉ từ tư vấn dinh dưỡng rồi về dùng dinh dưỡng đó thầy nên là không có còn về không có làm gì hết trên cơ thể nhưng mà giống như là em cảm giác được rằng là khi mà hiện tại thì em cứ dùng cái túi chuồng nóng á thầy thì à, để lên thì thầy thấy thấy dễ chịu hơn à, nhưng mà cứ có nghĩa là chắc uh, ông mình cũng ta được là à, cứ sẽ, sẽ có cảm giác đau à, lúc nào cũng có cảm giác đang đau đó thầy à, có lúc nào ngoại cũng có cảm giác đang đau ngoại 83 tuổi hả thầy yeah. Cũng, dạ. cũng lớn tuổi rồi là đau lưng đúng không em Dạ đúng rồi thầy ừ. dạ. Thì uh, Nên... được rồi em, uh, em sẽ học cái lộ trình này đi Thì trong cái lộ trình này uh, Cũng sẽ hướng dẫn Những cái cái cách thức Để làm cho cái lưng nhé à. thì dạ. Đau lưng thì có cái kết quả Chụp như thế nào à, Kết quả là bác sĩ Chẳng đoán là bị xẹp cuộc sống đó, thầy. À, Xẹp cuộc sống Dạ Dạ à sẹp yeah. ừ. uh, cuộc sống hay là sẹp địa đệm thì uh, có thể là bạn gửi cho mình cái uh, ấy nhé thì để có thể tư vấn riêng. dạ yeah. dạ yeah, em biết ông thầy. người uh. yeah. gửi uh, cho cái uh, kết quả đi khám á uh, chụp phim á. Uh. dạ yeah. chắc yeah. là em 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 chở ông ngoại đi chụp thôi con là, là được đúng không thầy tại vì lúc bà ngoại dưới quê lên đây để gặp thầy á uh, bây giờ bà ngoại đang ở đây với em. dạ yeah. thế, thế, thế thì thế thì thế uh, thì À, đưa bà đi chụp đi xong rồi đưa kiểm tra phim, à, gửi, yeah, cái phim yeah. mình, yeah. gửi cái phim cho mình nha gửi kết quả phim xong nếu mà thuận lợi thì sẽ giới thiệu cái uh, giới thiệu uh, uh, ngọc diệu đưa bà đến cái phòng khám của mấy bác sĩ ở trong đấy điều trị bằng phương pháp này thì họ hỗ trợ yeah. còn nếu yeah. mà thuận duyên sau này có vào Sài Gòn thì bà ở đâu vậy dạ yeah, bà ở Long Khánh Đồng Nai thay là Đồng Nai yeah thì cái đợt Đồng Nai thì ở trong đấy cô lập bối cảnh đâu có ra vào được đâu dạ có nên là cũng có, thông cảm nhé. Dạ dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ dạ thì 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 ừ. sẽ sẽ có thể bà đang ở Sài Gòn thì đến gặp một số bác sĩ học tác động cuộc sống ở trong đó họ đang làm rất tốt rồi dạ thì thể đưa bà đến đó thuận duyên bữa sau vào thì thì sẽ gặp bà ha dạ yeah, yeah. 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 có chị chị Đặng Thái Thanh hỏi là phương pháp này có thể tự làm cho bản thân được không à, có nha chị một số vùng mà tay mình với tới Ví dụ như vùng cổ này mình có thể tự làm Tuy nhiên là không bằng người khác làm cho mình được thì à và mình hiểu thì mình cũng biết cách để chăm sóc sức khỏe cho chính mình chị chị thu chị thu lớp nào cũng tham gia chị thu chị thu đâu rồi chị thu cô giáo thu dạ yeah. yeah ở trong đó lạnh như sao mà khăn quàng thế vậy chị? cái chị học xong dạ chị học xong chị mới về em mới ra ngoài đóng tổng với thầy thì cái chị học mấy lớp cộng đồng đã ứng dụng được chưa chị? dạ cảm ơn thầy thì em, em học khóa này là một nửa khóa ba với khóa bốn trọn vẹn đấy khóa này em đấy. cũng ứng dụng được một số bệnh đơn giản đau vai cổ gáy đang à, hỏi là cái chị học mấy chị ừ mà À dạ chị đấy thì bữa nay ừ. cái tay trước làm nặng lắm thầy. Bây ừ. giờ tay thì bắt đầu biết biết đổi rồi vì cái trước chị học cái gì bên chật giả thầy. Ừ, giả. Chị lại không có làm. Ừ, ừ. bây giờ chị bắt đầu làm thấy chồng, chị làm thì em thấy tiến bộ nhiều rồi. Chị vừa về nhà chị cách nhà em 7 cây tối trong này cũng hơi lạnh ạ. Dạ. 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 Cả dạ. nhà. Dạ, biết ơn là... giờ cũng khuya rồi nhưng cả nhà chúng ta nghỉ ngơi tối dạ. mai gặp lại cả nhà chúc thầy và mọi người ngủ ngon à. chị thu biết ơn huyền biết ơn bích phượng chị bích phượng dạ chị thu thanh Bên... biết ơn bác giám dạ. Bên... biết ơn cả nhà Bên lắm lắm dạ, biết ơn dạ. thầy làm lắm, lắm dạ, biết dạ. dạ. biết ơn cả nhà Chào thầy, chào cả nhà. Cô Hiền giờ này chào xinh quá, không có nhận ra. <laughs> à. Chào thầy. thầy à. ạ, chào cả thầy. nhà. Xin chào, chào thầy ạ, à. chào cả nhà. nhà. em Chào thầy, chào, nhà. chào nhà. cả nhà. Và à. thầy nhận Tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon ạ. Biết ơn thầy ạ. Em chào thầy, chúc thầy và cả nhà ngủ ngon. Cả nhà ngủ ngon nha, tấn xin tắt mic nha cả nhà.